Thì Dung Lung xin được cảm ơn tất cả anh em đã có mặt tại buổi online ngày hôm nay. Thì như anh em đã biết thì tháng 4 vừa qua, team thể dục cầu lông đã tổ chức buổi họp đầu tiên với chủ đề là bí thuật của các ngón tay. Thì buổi họp này đã nhận được sự ủng hộ cũng như khích lệ của rất nhiều anh em, và đấy cũng là động lực để chúng mình tiếp tục làm thêm nhiều buổi như vậy nữa. Và team cầu lông xin hứa là sẽ cố gắng là mỗi tháng sẽ cố gắng tổ chức một buổi họp như thế này với nhiều nhân vật khác nhau và nhiều chủ đề khác nhau. Và như tháng trước ấy, chúng ta đã tìm hiểu về các kỹ năng sử dụng ngón tay. Thì kỹ năng đấy rất là liên quan đến buổi họp ngày hôm nay, đó là các cái kỹ năng phòng thủ cho mày đôi. Và ngay khi nghĩ tới cái chủ đề của chương trình này thì team thể dục của mình đã nghĩ ngay tới team HL Badminton, do là hai bên có tiêu chí khá tương đồng, là cùng là mong muốn anh em đánh đúng trước khi đánh hay. Và trước khi làm quen với hai huấn luyện viên thì là mình xin giới thiệu trước một nhân vật rất là đam mê cầu lông, đã làm rất nhiều clip cầu lông mà có ý nghĩa với cộng đồng và giải đáp rất nhiều thắc mắc của anh em qua các clip. Mình xin giới thiệu anh Phạm Ngọc Triều, người sáng lập thế giới cầu lông ạ. Đây là buổi lần một ấy, thì anh Triều đã trốn chia sẻ rồi. Trên clip thì nói rất là hăng nhưng mà ở ngoài rất là ngại. Buổi một đã trốn rồi thì buổi hai này thì anh Triều không trốn nữa. Mời anh lên sân khấu và chia sẻ vài điều với anh em thế giới cầu lông. Máy quay trước mặt mình nên là mình nói nó không ngại. Lần đầu tiên thì mình xin cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn hai bạn khách mời đã có mặt trong buổi live ngày hôm nay, buổi live thứ hai của team thế giới cầu lông. Thì chẳng nói gì, xin chúc tất cả anh em có một buổi live vui vẻ. Vâng. Em Chiều chia sẻ nói như nói, nhưng mà dù sao cũng hơn buổi đầu rồi là có chia sẻ. Và như các bạn đã nhìn thấy con banner cũng như bên mình đã giới thiệu trên mạng trước, hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là đến từ team Hà Nội Badminton Team, là do vận động viên Phạm Hồng Nam sáng lập. Thì cái team này thì mình giải thích qua một chút, là các bạn ấy là câu lạc bộ chuyên đào tạo cầu lông phong trào với rất nhiều cấp độ khác nhau, từ sơ cấp cho đến cao cấp. Thì ở đây không phải quảng cáo, cho nên là mình xin mời hai nhân vật chính chúng ta lên sân khấu luôn đi ạ, để mọi người có thể giao lưu và gặp gỡ luôn. Hôm nay là Nam rất vui khi mà được tham gia buổi giao lưu cùng thế giới cầu lông, và hôm nay có lời chào dành cho tất cả mọi người đã đến ủng hộ của một buổi hôm nay ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Huy, mình cũng đến từ team Hà Nội Badminton Team. Thì hôm nay Nam sẽ đại diện bên Hà Nội Badminton Team thì mình sẽ giới thiệu một chút về team của mình. Thực ra từ đầu thì cái chữ nó chỉ là HL Team thôi, nhưng mà mọi người đã bị hiểu lầm là Hồng Nam hoặc là Huy Nam. Nhưng mà thật ra khi mà Nam nghĩ đến cái chữ HL hay được gọi là Hà Nội thì thật ra nó sẽ lan man một cái ý nghĩa chung, là tại sao mình muốn là một cái lớp nó có thể phát triển cái phong trào cầu lông, là một cái lớp tập phải cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Và cái này thì thực sự là Nam muốn làm để cho các vận động viên, nó thảo các vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển Hà Nội, khi mà sau này nếu mà chẳng may các em gọi như nào, nghĩa là không thành công lắm trong cái con đường mình đã chọn, thì ít ra các em vẫn có một cái chỗ để mà các em có thể đi dẫn kiếm thêm thu nhập và chăm lo cho gia đình. Cái đấy là cái ý nghĩa mà Nam muốn để lại cho các em. Đấy là một cái ý nghĩa mà Nam cho là nó sẽ giúp được các em sau này rất nhiều. Và một điều nữa ở Hà Nội Badminton Team thì đấy là Nam đảm bảo với mọi người rằng tất cả các huấn luyện viên, các trợ giải đều sẽ là những cái vận động viên chuyên nghiệp. Nam khẳng định cái chuyên nghiệp ở đây là tại sao, đều là các vận động viên, các em có đào tạo cơ bản, có đi thi đấu ở các giải trong nước, thành tích các em có thể không, nhưng mà các em đều là các vận động viên chuyên nghiệp ra, thì nên là các cái bài bản kỹ thuật cũng như là các cái chiến thuật nó sẽ được đảm bảo để có thể hướng dẫn mọi người một cách tận tình và tâm huyết nhất. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của Hồng Nam về câu lạc bộ HN Badminton.
thì ban nãy mình quên mất mình chưa giới thiệu kỹ với hai bạn với mọi người. Thực ra với ông Nam thì có thể anh em xem trên truyền hình, xem clip nhiều rồi. Tuy nhiên với Lương Tuấn Huy chẳng hạn thì có thể chỉ có anh em mà chơi sâu cầu lông một chút mới biết thôi. Thì mình xin giới thiệu qua một chút. Lương Tuấn Huy là vận động viên của tuyển Hà Nội Sibucha, cũng tập luyện rất là lâu năm rồi. Bạn ấy từng huy chương vàng giải trẻ toàn quốc, cũng như là từng 2 năm liền là trong nằm trong top 3 đôi nam mạnh nhất quốc gia. Và còn Hồng Nam thì chúng ta cũng biết rồi, hiện tại đang là đôi nam số 1 Việt Nam. Ngoài ra thì bạn ấy còn có huy chương đồng SEA Games và một số chức vô địch quốc tế khác, đặc biệt là Nam và Đức đã từng vươn tới vị trí hạng 70 thế giới ở nội dung đôi nam. Thì một tràng vỗ tay nữa cho hai vận động viên tuyệt vời chúng ta được không ạ? Đây. Thì như chủ đề chúng ta hôm nay đã nói về nghệ thuật phòng thủ cho anh đôi, và để không mất thời gian thêm của anh em thì sau đây là mình xin nhường sân khấu lại cho thầy Nam để hướng dẫn cho anh em các kỹ thuật trong phòng thủ anh đôi nhé. Bình thường thì Nam nghĩ có cả vài vật thôi. Vật đâu rồi? Cái quả đập thì thật ra nó khá đơn giản. Cho cái người mới đánh hay người đánh lâu năm thì Nam thấy cái quả đập về cơ bản, cái kỹ thuật để mà thực hiện cái quả đập đúng tiêu chuẩn thì là cái dễ nhất. Thì hôm nay là một cái buổi live, Nam muốn chia sẻ thêm về cái bài phòng thủ. Và cái phòng thủ này thì Nam nghĩ là ai cũng sẽ có cái điểm yếu nhất định. Thế thì hôm nay Nam sẽ hướng dẫn cho mọi người sơ qua một cái cách phòng thủ, một cái cách đứng, cách chuẩn bị để mọi người làm sao có thể là cải thiện cũng như là tiến bộ hơn trong cái việc phòng thủ. Thì chắc là phải nhờ một hai bạn gọi là lên đây cùng mình gọi là sử dụng như trải nghiệm. Có ai xung phong không ạ? lên vợt luôn, lên vợt luôn. Rồi, ok, lên vợt là người em. Chắc vẫn phải mời thêm một người nữa. Có ai tay to hay đập không ạ? Ở quần mình, quần này chỉ thích đập, không biết phòng thủ. Ví dụ mà mình đứng bên này thì mọi người chắc là vẫn nhìn thấy đúng không? Chứ đứng bên này hơi xa mặt thêm. Mọi người ở trên sân khấu mình đang có nước nhé. Nước hoàn toàn miễn phí để cho tất cả mọi người, ai khác là đầy uống nhé. Anh Cú ơi, đứng bên kia được đúng không? Đứng nào cũng được. Mọi người chịu khó nhìn xa ai mà cận thì cứ lại gần thì nhé. Em sang đây thôi. Cái đầu tiên trong cái cách phòng thủ đôi nhé, thì sẽ có bước đầu tiên là bước chuẩn bị. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn này thử cách chuẩn bị. Thế em thử chuẩn bị phòng thủ đôi như thế nào? Em chuẩn bị như thế này. Ok, về khung thì có thể là tạm ổn, nhưng mà trọng tâm thì chưa thấp. Em hiểu trọng tâm, thấp trọng tâm là nhào. Về các bạn lý thuyết là cũng đúng, nhưng mà chân mà chắc quá thì nó cắt lên được đâu. Cái đầu tiên nhé, mọi người hay bị nhầm đó là cái thấp trọng tâm. Mọi người cứ nghĩ là đầu gối thì hơi chủ trong người như này là thấp trọng tâm, đúng không? Sai. Thấp trọng tâm đây là gì? Mình sẽ hạ thấp cái trọng tâm mình xuống. Ví dụ anh và em có thể là chiều cao nó chênh một tí đúng không? Ví dụ như anh đứng phòng thủ như này là trọng tâm thấp đúng không? Còn em cao hơn của anh em như này. Đấy, là trọng tâm thấp. Cái đầu tiên trong việc phòng thủ đấy là mình phải hạ thấp trọng tâm. Và cái vị trí đứng khi phòng thủ nhé, mọi người hình dung này sẽ khoảng là hai bước chân. Đây, từ cái vạch dao đỏ, không bao giờ đứng sâu quá hay là đứng cao quá. Việc phòng thủ ok nhất nó sẽ là khoảng này. Bởi vì sao? Mình có thể phòng thủ ở đây thì lên vớt mình vẫn kịp, mình không bao giờ được sâu quá. Cái điểm thứ hai ở cái phòng thủ ấy, đây quân đứng một ô, em tên gì nhỉ? Dũng đứng một ô. Bây giờ ví dụ nhá, quân là người vớt thẳng sang ô bên này, thì quân phải di chuyển ra sát biên,
Đây, đứng bên kia này. Quân sẽ là người bắt dọc bia bên này và đến đây. Cách người khoảng gần này thôi, khoảng nửa cái vợt, khoảng một cái vợt gì đấy. Còn Dũng ở bên này sẽ là người bắt cái đường chéo và bắt cả hết ô này. Thế là riêng giữa này của em, giữa của em đến đây, còn của bạn Quân đến bên kia, đúng chưa nào? Mình sẽ chuẩn bị ở đây. Em bắt đây, em phải chạy hết, đúng không? Hoặc là gì khi Quân vớt chéo, em sẽ phải là người ra đây bắt thẳng cái biên và giữa để cho đồng đội mình. Cái điểm ở giữa ấy là cái điểm mọi người đánh phong trào là hay bị chết nhất, bởi vì mọi người không chia xem là ai đỡ, nên là rất hay là gì Innova gãy vợt là phải sang thế giới cầu lông mua vợt đấy. Thế nên là mọi người chú ý nhá, nhớ là gì, vớt thẳng, bắt thẳng, bắt dọc ô thẳng 3/4 ô thẳng, chéo bên này, kệ đồng đội mình đánh hết, đúng không ạ? Kể cả cắt vào giữa đồng đội mình lên nhá. Còn cái thứ hai yếu cho chị quả cầu, em thử thủ ô bên này nhá. Ống cầu phía sau Quân đang đập. Ống cầu phía sau em. Còn mình thấy một cái yếu của anh em nữa đó là nách đi phong trào thấy sân nào cũng cứ dịch đập vào nách là trên. Em thử thủ ô đấy anh nhá. Trời ơi, ông ơi, đứng dịch vào đây một tí. Đấy. Không sao, làm lại đi. Vừa đâu, vừa đúng không? Bắt tạt tạt. Rồi, chuẩn bị. Đấy, chỗ ngứa chưa? Thì bây giờ nhá, chúng mình sẽ fix lại một cái dáng đứng của Dũng. Và sau mọi người cố gắng sửa cái thói quen này. Đó là gì? Khi phòng thủ, trọng tâm của em vẫn đang hơi cao và đang đứng như này. Đúng không ạ? Chúng ta có thể đứng hơi trùng này. Chú ý này, tại sao mình lại đứng cái chân phải để ra sau? Ngày xưa ấy, thì cách đây chắc khoảng ít nhất là gần chục năm, thì hầu như tất cả các vận động viên đánh đôi chân gần như là sẽ bằng nhau, song song với nhau, cho kỳ định sẽ là như thế này, đúng không ạ? Sau đấy cầu lông đã update lên, đó là chân phải ở cái ô O1 sẽ đứng ra đằng sau. Tại sao như thế ạ? Bởi vì mọi người hình dung nhé, khi mà đập vào nách này, nếu mà đứng như này, chúng ta sẽ phải hơi chủ động, phải chủ động đánh trước ở đây thì mới đánh được cái quả bên nách, đúng không ạ? Còn khi đến chuyển sang cái chân này, thì kể ở quả cầu ra sau thì mình có cái biên độ đủ rộng để mình văng cái tay như này, thì nó sẽ rất là dễ để cho mình đánh cái bên nách nó đứng về này, trừ khi là mình chủ động đánh trước. Còn đây cái biên độ tay mình có thể ra sau đánh được quả cầu ở tận đây, mình có đánh được đứng như này, cầu đập đây đánh sao nào, từ đập đấy quả. Được mạnh thế. Thằng này nó báo thầy rồi. Đúng không ạ? Bên này thôi. Đúng không? Mọi người chơi bờ rất rộng. Được mạnh thế nhỉ? Thế là kể ra đây, mọi người vẫn có thể vòng được. Ví dụ mặt mặt đứng này, cầu ra đây làm sao vòng được, đúng không? Dũng thử vào này cho mày. Mày đập cho bạn là đập yếu thế, đập cho mình đập đi. Như anh Phạm. Rất đủ này, vừa vừa lắm. Đấy. Sáng cho mày ăn bao tiền, mày đập đào thế à? Chân chân phải ra sau một tí nhá, cầu mà hơi ấy vẫn phải hơi tiến lên.
thấp trọng tâm cho mình thế nào. Đi ra anh đập. Đập vừa vừa người ta đập. Chú ý bên đấy nhá. Úi dồi ôi. Rồi. Có thấy dễ hơn không? Cố gắng đưa cái chân phải ra sau thêm một tí. Vừa thôi em ơi, sâu thế. Rồi. Rồi. Lên thử nào. Rồi. Cái thứ hai, một cái ưu điểm nữa khi mà cái mình đứng chân phải ra sau là mọi người sẽ dồn lên bước. Một đến hai bước sẽ rất là dễ. Hơn là như này. Bởi vì sao? Thủ. Có đà. Một bước lên luôn. Đúng không ạ? Nó sẽ đỡ hơn là thủ. Xong rồi chạy một, hai. Ở đây là mình làm thủ. Lên. Nó sẽ có hai điểm. Như vậy, ưu điểm thứ nhất là gì? Mình có cái biên độ thủ bên này rộng hơn. Cái thứ hai, chân mình đạp lên đỡ quả cắt sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy là hai điều mà mình muốn chia sẻ về cái bên đấy cho mọi người. Nói chung ấy, mọi người sẽ phải làm quen nếu mà muốn đánh tốt hơn ở trong môn luôn ạ. Bởi vì sao? Đa phần khi mà đánh phong trào mình sẽ đập vào nách rất là nhiều. Đúng không ạ? Thế nên đây là một cái để khắc phục. Và mọi người cố gắng là gì, một số những cái tip mà Nam muốn chia sẻ với mọi người ấy, khi mà thủ. Thứ nhất là không được sợ. Mọi người thủ thì hay là có xu hướng là sợ. Sợ thì đương nhiên là không đánh cầu. Đúng không ạ? Kể cả đối phương đâm mạnh đến đâu, cầu trên xuống đất vẫn là cơ hội. Thế nên là cố gắng là gì, thứ nhất không được sợ. Cái thứ hai không được vội. Nhiều người là cứ sao cầu, đúng không? Vẫn phải bình tĩnh, cứ từ từ mà thủ, không thể nào vội vàng được nhá. Cái thứ ba là mọi người phải tập thêm một chút cái phản xạ nhanh, chuẩn bị tốt thì đối phương đâm mạnh đến đâu mình vẫn có thể ít nhất là thò một vạt, ít nhất là chạm được vào cầu. Có thể là nó sẽ không qua được sân, nhưng ít ra là thứ nhất mình không sợ, cái thứ hai mình có sự chuẩn bị, cái phản xạ mình sẽ lên đó. Ok, đấy là một số những cái tip rất là đơn giản mà Nam nghĩ là mọi người ai hiểu. Cái thứ nhất là anh cảm ơn cái thủ bên này, cố gắng bỏ chân ra sau. Bên kia cũng vậy, bên kia nếu mà kể cả ô bên này, nếu mà mọi người có cái thói quen tốt ở cái ô 1 thì kể cả ô 2 mọi người cũng để cái chân phải hơi ra sau. Thì mặt bên này rất thoải mái. Ok. Còn về cái cầm vợt ấy, thì ngày trước thì quả thật là Nam có tập đơn và từ rất lâu rồi. Thì nó cái hồi đấy cầu lông nó chưa phát triển như bây giờ, thì nó phân ra chắc khoảng 4 đến 5 cách cầm vợt. Nhưng ở thời điểm hiện tại với cá nhân Nam thì Nam với những kinh nghiệm, những cái đời chuyên gia trước mà Nam đã được làm việc, cũng được đi thi đấu nhiều nơi, thì Nam nghĩ ở thời điểm hiện tại cầu lông sẽ có hai kiểu cầm vợt, gọi là chiếm đến 90% trong cầu lông. Thứ nhất là cầm bên phải. Cầm bên phải thì chắc là mặt vợt phải chắc bạn biết rồi đúng không ạ? Cái đơn giản nhất nhé, để một người mới chơi cũng có thể cầm, đó là mọi người thử giơ cái vợt ra, cầm đúng như này. Xong mọi người gióng xuống, quặp cái ngón cái và ngón trỏ vào, thế thôi, rất đơn giản. Ai cũng có thể cầm được, đúng không ạ? Cầm ngã ba này, kéo xuống này, hơi quặp vào, xong, thế là mặt bên phải. Mặt bên phải thì gần như là tất cả những cái quả
bắt lưới này, cắt đập đều dùng cầm như này. Cái điểm ngắm thứ hai là cái điểm ngắm mặt trái, thì mặt trái còn đơn giản nữa, cứ tỉ đúng cái ngón tay cái ngang mặt vừa, đúng không ạ? Phòng thủ này, vớt này, phản, trộn, ba cái động tác như nhau. Khác mỗi điểm tiếp xúc cầu là gì? Trộn trên cao, phản, ngang, vớt ở dưới, tất cả đều nắm hết vào đây. Ngày xưa ấy, thì còn có ví dụ mà đánh lưới đánh nước thì hay cầm vào cạnh. Bây giờ đa phần mọi người đánh đôi, tỉ thẳng về chặt tay, thế là đấy. Hai cái điểm thì nắm rất đơn giản. Còn trong đánh đôi, một số cái điểm lưu ý với lại phòng thủ chị Nam giới thiệu qua rồi. Còn cái cách là khi tấn công, đồng đội mình tấn công ở sau ấy, mọi người được bắt lưới như thế nào, thì lại mời hai bạn nữa, hai quay dự phòng, thổi em kia đi, em đủ rồi. Hai bạn đeo kính đây, đấy, hai em. Một em nào đánh tốt hơn? Thì em đứng đây phòng thủ nhá. Em đập đường đúng không? Em ra sau đập anh bắt lưới. Ông chỉ đập qua thôi. Đây, em tham này. Em phòng thủ ô này cho anh nhá. Mọi người để ý này, khi mà mình xem các cái YouTube hay là khi xem các vận động chuyên nghiệp của Việt Nam hay là thế giới thi đấu ấy, mọi người có thắc mắc là tại sao khi mà cầu thẳng lên, cái người đứng lưới người ta lại đứng đúng lúc này người ta bắt không? Có ai có đặt ra câu hỏi không ạ? Vậy mọi người hình dung nhá, khi mà đứng ở giữa, người đồng đội đập thẳng lên này, người ta chặn thẳng, người ta phản thẳng, người trên lưới không thể nào bắt được. Cái biên độ tay mình chỉ đến đấy, mình không thể nào di chuyển trước được. Cầu nó rất là nhanh. Thế tại sao các vận động viên người ta đứng bắt hẳn đô gần như 3/4, người ta bỏ nguyên đường chéo, đúng không ạ? Bởi sao mình phải bắt chết cho đồng đội mình được một ô, ít nhất là một bên. Bởi vì sao? Thường là vì khi mà cầu lên 70-80% là đồng đội mình sẽ tấn công thẳng, đúng không ạ? Mình dùng nhé, nếu mà khi mình đứng đây nào, em đập nhé, em thử thủ phản thẳng nhé. Thẳng thôi, thẳng thẳng thôi. Đứng run. Đấy, đúng không ạ? Ra sẽ rất là chậm, vì không thể nào chủ động được. Đã, lại quá nữa nhé. Đây, thấy mọi người đứng giữa. Đúng không? Đây. Được mạnh nhỉ? Đừng run, anh còn run nữa là. Đã, phản đi. Rồi, vớt thả lại nào. Thẳng lên đấy. Run đấy. Mà như mẹ hùng luôn. Ôi trời ơi, này học rồi, run quá. Thôi đâu rồi. Mọi người dùng nhá, là gì? Cố gắng sau phim đồng đập với mọi người đánh phong trào, không nhất thiết đứng ở đây. Mọi người đứng lệch sang chắc khoảng 30-40 phân gì đấy, sang ô này để bắt thẳng. Tại sao lại phải bắt thẳng ạ? Bắt thẳng thì mình mới chủ động được cầu. Còn khi mà đối phương người ta có thể tách chéo ra, cầu sẽ rất là chậm. Cái thứ hai là cái độ nguy hiểm, đúng là khi đường chéo cái độ nguy hiểm nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khó hơn. Nhưng để đánh được đường chéo thì nó sẽ chắc chắn là sẽ có hai mặt, bởi vì bầu thì mình vẫn ra được. Mọi người để ý thế giới, ví dụ, ok, cảm ơn. Mọi người để ý thế giới, khi người ta thủ một hai quả có thể người ta tách phát chéo, hai vận động viên đi ra vẫn không thể nào với được. Thế nên thì cái đường chéo nó sẽ luôn luôn có hai mặt, và như thế rất khó để mà tách chéo. Thế nên tại sao các vận động viên luôn chọn cái là gì? Đánh thẳng, bắt thẳng, nó là như thế. Để đánh được đường chéo xa, đòi hỏi kỹ thuật rất là tốt.
Nếu không tốt thì đương nhiên một hoàn hai đối phương thể bổ được chéo ra trước kể thì đi được chéo qua đường và xa thôi. Ví dụ mình đứng lên phía đây mình vẫn có thể chặn được bóng đó, đúng không? Hoặc là ví dụ mình bắt thẳng, người ta phản thẳng mình chặn cái, người ta vớt chéo, mình sẽ lùi về đây, lại dịch đồng đội mình lại đập thẳng, đúng không ạ? Cái này thì mọi người phải chủ động lên, chứ còn khi mà mọi người cứ đứng giữa này, cái gì hơi quá ra đây, hơi quá ra đây, thì mình lại cứ đứng như tượng này, đồng đội mình lại sau bao hết, rất là mệt, đúng không ạ? Chưa kể là gì đồng đội mình đập xong, người ta tách lên ra đây, lại chạy lên thôi, lại về thủ, mất hết tất cả tổ tấn công. Đấy, đấy là hai cái gọi là ưu điểm mà mình để ý là các mọi người phong trào. Có thể là mọi người chưa được tiếp xúc hoặc là mọi người chưa hay nói cho mọi người biết lý do tại sao là như vậy, đúng không ạ? Thế nên là gì, sau mọi người cố gắng đánh thẳng bắt thẳng, kể những cái việc đỡ giao cầu chứ sẽ thường là ví dụ đứng cái này ép thẳng bắt thẳng, rất ít khi ép thẳng không chạy em chéo mà, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ mọi người đỡ chạy vào giữa, người ta chặn thẳng lại được hơn, mất luôn được cơ hội tấn công, đúng không ạ? Ép thẳng bắt thẳng chéo thì mình vẫn ra được, còn đồng đội mình vẫn ra được, chứ bây giờ cứ ép xong chạy vào người ủi kệ đồng sau đỡ hết hoặc chặn đầu người tôi lại vớt, thế thì đỡ ra cầu thì thế vớt lên hai thằng cũng thẳng vô thủ, có sướng hơn không? Việc gì phải khổ thế, đúng không ạ? Đó là một số những cái mọi người cần chú ý và cải thiện nếu mà muốn đánh cầu lông trong đồ tốt hơn. Thì sau mình tổng hợp cũng còn hai câu hỏi nữa, cái này để đáp ốp cho anh em ra tí. Đầu tiên đó là anh em muốn là một số cái cách trả cao cầu hiệu quả nhất trong đôi cũng là cái cầu thủ đội cầu thủ công nhân. Thứ hai đó là những cái cách cầu thủ công nhân các quả thủ, ví dụ như là chúng ta thủ tạ, lúc nào đến thủ tạ sau nên làm gì, và thủ cung sau thì chúng ta nên làm gì, thì hãy chia sẻ kỹ hơn cho anh em. Ok, thế mình sẽ hướng dẫn cái trả giao cầu. Mà mình thấy cái trả giao cầu này sẽ là cái yếu điểm lớn nhất dành cho tất cả anh em phong trào. Việc đầu tiên nhé, khi mà được trả giao cầu này, tại sao mọi người không bao giờ đỡ được cái quả trả giao cầu một cách chủ động? Có ai biết lý do tại sao mọi người không bao giờ đỡ được cái quả đón giao cầu chủ động? Giơ tay lên trả lời đi. Em trả lời đi. Người không đủ tự tin để đứng ở trên vạch 1m98 ạ. Và không đoán được ý đồ của người giao cầu. Rồi ok, đấy là gì nghe. Còn ai có câu hỏi, câu trả lời khác không ạ? Cũng đúng là một ý hay. Còn ai nữa không ạ? Thêm một câu nữa lên mà. Nào có ai xung phong trả lời xem là có nói đúng được cái điểm mà Nam mong muốn không nào? Sẽ có quà. Thế không có ai không? Thế rồi ok, đầu tiên nếu muốn được đỡ được giao cầu tốt, việc đầu tiên mà rất quan trọng mà anh em đều bỏ qua, đấy là vị trí đứng. Vị trí đứng khi đỡ giao cầu là như nào? Ví dụ với Nam nhé, Nam không nói thế giới, ví dụ với Nam, Nam thành thế giới rồi, không bao giờ đứng được như này. Sát vạch người ta bắn cũng chết, người ta sát bỏ cũng chết, chỉ phát ngắn là đỡ được, đúng không ạ? Với bản thân Nam lúc nào đứng cách vạch giao cầu rơi vào khoảng 20 phân, mọi người có thể đứng khoảng 20 đến 25 phân, đúng không ạ? Mọi người đứng như này, tay mọi người giơ ra thì khi phát cầu ấy, mọi bước nhẹ chân phải lên là mọi người đón được cầu được, đúng không? Mọi người phải có cái sự chủ động như thế từ cái khâu đứng chuẩn bị. Thế bây giờ mọi người đứng này, người ta phát sang thì chẳng có hớt thì ép làm sao được, chứ khi người ta phát như này bỗng như này thì đương nhiên mình vồ với mình ép vào mình được. Điểm tối quan trọng trong việc giải giao cầu với vị trí đứng đầu tiên, mọi người phải cố tập cái đứng cách vạch giao cầu nó chỉ khoảng 20 đến 25 phân tối thiểu và tối đa, nó là như thế để mình vẫn có thể lùi hay là gì, mình vẫn có thể chủ động trong cái cách trả giao cầu, đúng không ạ? Cái thứ hai là bước chuẩn bị. Ok,
trả giao cầu với những người tay phải nhá, thì đương nhiên là chân trái chuẩn bị, tay phải giơ lên, đúng không ạ? Đồng thời mình giơ lên hơi có xu hướng tiến lên, nhưng trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ người ta có thể phát động, chân lúc nào cũng phải chuẩn bị để lùi, chứ không phải là cứ đứng nhảy người ta tụt ra thôi mất điểm rồi, đúng không ạ? Lúc nào cũng phải chuẩn bị là gì, người ta có thể bắn hoặc người ta có thể phát động ra sau. Chuẩn bị chân vẫn hơi trùng, có xu hướng có thể giật về, đúng không ạ? Giật mình có thể về chứ không thể nào là đứng. Thật đấy, giờ này ta đỡ thế, đúng không ạ? Ta bắn thật chết luôn. Đứng, giờ vừa chuẩn bị hơi trùng người người ta bắn vẫn đỡ được, phát bóng vẫn lùi về bình thường được, đúng không ạ? Cái thứ hai khi trả giao cầu đơn giản nhất với mọi người, chặn thẳng và ép góc kia. Cần một người biết phát cầu, muốn hủy đi được. Với nghe phong trào ấy, cái việc phát cầu phải đơn giản nhất. À, sẽ phát vào khoảng này, đây, đến vạch này, đến vạch này. Phát ra đây, chuyển điểm một trận, thậm chí không phát quả nào, đúng không ạ? Thường ấy, mọi người sẽ phát ngã ba độc lập này, và vào phần giữa. Thì có hai cái cách gỡ trả giao cầu đơn giản nhất, đó là chặn thẳng và ép thẳng. Có thể mọi người sẽ nên hạn chế đánh đường mi thôi. Đánh đường mi là sao ạ? Đánh đây, cái điểm mù giữa hai vận động viên, người đứng trước người đứng sau, đúng không ạ? Bởi vì trả ở đấy nó sẽ cái khả năng rủi ro nó khá cao. Thế nên mình chỉ đơn giản hướng dẫn mọi người hai cách trả giao cầu đơn giản và hiệu quả nhất, đúng không ạ? Một, gạt thẳng, bắt thẳng, hết. Thứ hai, đẩy thẳng, bắt thẳng. Có đơn giản không ạ? Rất đơn giản, ai có thể làm được. Thế nên mọi người cố gắng là gì? Làm tốt hai cái động tác này, là hai cái cách đỡ phát cầu như này. Đấy là đơn giản nhất. Chứ mình không thể nào dạy mọi người là các thứ uốn néo cái gì như này. Nó rất là khó, đúng không ạ? Như này mình đánh nhiều khi vỡ đầu. Thế như này, như này khả năng vào đầu cao hơn. Thế nên việc hai việc đỡ phát cầu từ cái điểm là đứng đỡ giao cầu này. Cái thứ hai là đỡ phát cầu. Đỡ phát cầu mọi người chú ý nhé, trong đánh đôi này không bao giờ mình bỏ xoáy phát chết luôn được, đúng không ạ? Có hai điểm không thể nào người ta phát qua, vì lúc nào dịch bỏ sát xoáy tít thò lò như của đánh đơn được. Mình chỉ đỡ đơn giản ra đây, ra đây được. Làm sao để đánh quả thứ nhất mình có thể bắt được quả thứ hai, chứ không phải đánh xong đánh đâu đánh. Mình không biết người ta đánh đâu, đúng không ạ? Mình đánh xong mình phải phán đoán được người ta đánh đâu để mình bắt, phải có sự chuẩn bị, phải có sự tính toán. Đấy, đánh đây người ta chặn lại thì mình lên trổ hoặc đẩy, người ta đẩy mình bắt thẳng, dí bên kia vậy, người ta chặn mình lên chặn, mình bổ, người ta phản mình hơi lùi về mình bắt thẳng. Chứ không thể nào là mình đỡ xong một quả thọng vợt không chuẩn bị bỏ mặc cho người ta. Cái thứ một cái nữa mà đây không chắc không phải cho con, nhưng mình muốn nhắc mọi người đó là chuẩn bị vợt trong lúc đánh đôi, đúng không ạ? Thật ra thì nói là chuẩn bị thôi, nhưng mà nhiều khi chuyên nghiệp họ quên, nhưng mà thật ra là họ nhanh, họ đủ tốc độ để mà giơ kịp vợt lên. Mọi người hay có xu hướng là ví dụ đỡ phát cầu tay này, người ta chặt lại vợt, đúng không ạ? Hoặc là bắt được một quả xong như này, tự nhiên cầu mà qua tiếp lại bị động rồi lại vợt. Mọi người chú ý này, khi phòng thủ cũng như khi tấn công. Khi phòng thủ vợt lúc nào phải ngang ngực. Khi tấn công vợt ngực. Có thể là gì? Vợt mình chuẩn bị sẽ cao hơn. Bắt lưới, chuẩn bị. Bắt lưới, bắt, chuẩn bị. Lúc nào tay phải chuẩn bị này, đúng không ạ? Mình đang chủ động mà, mình phải dơ cao. Thứ nhất là thì có thể vừa dọa đối phương, thứ hai mình có sự chuẩn bị. Chứ không phải là không bao giờ kịp cả, đúng không? Phòng thủ thì cũng thế, tụi cũng lạ vượt đây, lên vớt này, hai bạn, đấy. Còn cái vừa nãy có câu hỏi phòng thủ đúng không? Phòng thủ nhá, thì mình sẽ có với mọi anh em phòng trả, thì mình sẽ chủ yếu dạy hai quả phòng thủ chính, đó là quả phản và quả bung. Bởi vì thật ra cái quả chặn thì nó khá là khó để mà giới thiệu cho mọi người. Nó
đòi hỏi một cái kỹ thuật khá là cao thì mới có thể thực hiện được. Thì thứ nhất quả bung ấy thì với phong trào thì chắc là bung tả là dễ nhất, đúng không? Thì cho một người hô hấp vào đi, đập cho đều cho nó dễ. Mình sẽ là dạy bung tả và phản, nó là hai loại bung và nó sẽ có hai mặt khác nhau nhé. Đây gọi là bung tả. Điểm mạnh của cái bung tả ấy, mình sẽ trả cầu lại nhanh, nhưng mặt trái của nó sẽ là gì? Ví dụ huy vừa đập xong rồi đấy, mình bung, người ta thì bật đập hai chân tại đấy luôn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Cầu tả nó chỉ là đấy, kiểu bật bung hoài bung, người ta để được tiếp thì mình buộc phải chuẩn bị nhanh, đúng không ạ? Còn một kiểu nữa em khuyên mọi người là gì? Bung một quả, hai quả, quả thứ ba tách, hoặc quả đầu tiên mình tách chéo luôn. Bởi vì sao? Muốn người ta không đập tốt được thì buộc mình phải để người ta di chuyển. Ví dụ người ta đập, vừa đập quả này vẫn chéo ra người này kia, người ta vừa cắt đây vẫn chéo ra người này kia. Đừng bao giờ vớt lại khoảng 2 đến 3 quả tại một chỗ. Bởi vì sao? Quả đầu có thể người ta không chủ động, người ta cắt lại, người ta để lấy cái thế chủ động để người ta đập một quả rất là mạnh. Thì là sao? Mình cho người ta chạy, không nên hạn chế cái việc là gì? ba bốn mà đập người ta một góc, đúng không ạ? Tách ra người ta chạy, đúng không? Vừa là phản công, vừa là cho đối phương chạy, đấy là cái bung. Nên dùng có thể mồi một quả, hai quả, thứ ba tách chéo qua cái quả phản. Phản thì gì? Phản thì khi đập, khi phòng thủ, mọi người càng phải chuẩn bị tốt hơn. Tại sao? Thủ phản thì phải chủ động thì mới đánh được, không bao giờ bị động thì đánh được phản. Và khi phản được rồi, lúc đây đúng không? Đập phản sẽ có hơi xu hướng dồn lên. Tại sao dồn lên ạ? Với khi đập xong rồi phản cầu đấy, một người ta có thể phản lại, hai người ta chặn. Ví dụ người ta chặn thì có thể lên chặn lại. Thế mình có cầu tấn công rồi, đúng không ạ? Người ta gọi là phòng thủ phản công, là như thế. Phản đưa vào thế phản thì mình phải chuẩn bị, có thể là phản cơ mà chuẩn bị phản hoặc là mình ngắt lại, mình lưới, hoặc là khi người ta chặn lại mình có thể lên đấy. Thử em thử đập thẳng, đập thẳng chặn thẳng đây là cái bài đơn giản nhất, là phản thẳng dồn lên, dồn nhá. Ở đây là cả hai người đều dồn, chứ không phải là một người nào chủ động phản không ta dồn được đâu, phải cả hai người song song này cũng đang thủ phản phát, hai người đều dồn lên đây. Bởi vì sao? Nếu một người ta bung lên, đúng không ạ? Từ đây bung bổng lên thì hoàn toàn hai người có thể lùi về đánh bình thường. Nên mọi người đừng sợ cái việc là mình phản thì người ta lại bung, người ta bung thì mình vẫn lùi lên đánh bình thường mà, đúng không nào? Chắc chắn phòng thủ không thể thắng được, phòng thủ mãi không thể thắng được nhá. Thì cố gắng là gì? Đánh cầu lông. Nên để cái lối đánh tấn công, làm sao để mình có thể phòng thủ biến thành tấn công được. Đấy là hai cái điểm là gì? Một là gì? Bung một quả, hai quả tách, bung chéo cho người ta chạy, hoặc là gì? Vớt người ta một vào bên này, người ta cắt lại, vớt người ta vào bên kia, cho người ta chạy, cho người ta di chuyển, thì người ta sẽ không thể nào dùng chân dùng tay để mà đập mạnh được. Còn khi mà phản, cả hai người đều phải dồn để lấy cầu tấn công, chứ không phải phản chặn cả lại bên vớt, người ta đập mình phản, người ta chặn mình lại vớt, không nữa phản xong thì dồn lên lấy cầu công, chứ phòng thủ mãi làm sao thắng được, đúng không ạ? Ok. Cảm ơn Nam có chia sẻ rất chi tiết, rất là nhiệt tình. Thì là hôm đấy thì có nghe một số anh em đấy nói là cái phần là khi mà Nam vừa chơi vừa đúng phòng thủ ấy, thì nó khi nào cũng dọc cái khi nào còn lát dưới nào, thì do đấy là do các bạn cũng phải là phong trào nhập nó chính xác. Thì điều để chờ anh huấn luyện viên là chúng ta tin tạm lại vị trí phòng thủ không? Ví dụ cái lúc cầu phạm bên này thì được như thế nào, thủ như nào, và khi cầu vào giữa thì ai người bắt, thì để chờ anh em huấn luyện viên thì phản nó sẽ kiểu như là nó trực quan thôi. Thế Nam với Huy sẽ phòng thủ, Duy đập cho anh cả nhà,
Duy quân bắt lưới đi. Quân đập thì lại toàn dưới lưới thôi, không đỡ được. Thì mà anh chụp cả cái gì đâu? Thì ví dụ cứ đập thẳng thế đi. Đúng không? Thấy phải di chuyển đúng không ạ? Đúng không? Không thể nào để cho người ta ấy được. À, anh sẽ tung 1-2 quả, em đập chéo nhé. Đã đập vào giữa. Đúng không? Đấy, bây giờ vớt thẳng, mình sẽ ra đây một thủ ở giữa này. Đấy, ví dụ như quả đấy sẽ là của Huy. Nghĩa là gì? Cả hai người sẽ có cái chiều hướng là xô lên lưới, nhưng Huy sẽ là người đỡ. Hoặc là trừ khi ví dụ mình lên được cao, mình sẽ đỡ luôn. Còn không, nó vẫn là gì? Đường chéo xa. Huy nhớ đấy, đường chéo xa thì sẽ là của người bên kia, đồng đội mình, chứ không phải là của mình. Mình chỉ bắt cái chụp thẳng thôi, đúng không ạ? Đúng không? Nếu đánh được cái đường chéo như thế thì đảm bảo chết, không thể nào đỡ được cả. Đúng không? Thế nên là gì? Khi tấn công ấy, bắt thẳng là chủ yếu. Còn đánh được đường chéo đấy thì thôi, không phải nghĩ, đỡ làm sao được. Có đỡ ra thì nó sẽ rất là đơn giản. À, Duy đập thẳng, anh ấy phản thẳng, đứng lên cản ra mà bắt nhé. Chứ đường đấy không bao giờ bắt được. Xong bắt, đứng hay đấy, bắt. Đúng không ạ, đứng đấy mới bắt được. Cứ đứng ở giữa không bao giờ bắt được. Bởi vì sao? Mọi người sẽ đánh ra khoảng. Nó quá xa. Nhá, thế nên là gì? Cố gắng đứng đấy, thẳng này, giữa đồng đội mình, bỏ hết, không ra. Đúng không ạ? Ví dụ như mình mà đỡ đây, mình sẽ đỡ đây, đến đây. Từ đây hết đi, của Huy hết, kể cả cắt vào giữa này, hay cắt sang kia, hay đập sang kia, đánh đâu nữa, đồng đội mình đỡ hết, không tranh nhau, tranh là vỡ, nhá, tranh là mất tiền đấy, thế nên là hạn chế tranh luôn, phân chia rõ ràng, nhá, hai anh em ví dụ đánh trong sân là phải thảo luận trước cái đấy, cái đấy là kiến thức gọi là hơi nâng cao một tí chứ không phải là kiến thức cơ bản, nhưng mà nếu mà mình nắm được, mình làm được thì sẽ, trình độ mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh Nam và anh Nguyễn Anh Trường. Rồi, để xem anh em thí phẩm rõ hơn chưa? Rõ hơn vừa không? Thì hiện tại Phương Nam đưa lên một người có câu hỏi. Câu hỏi em thì không thể Phương Nam thôi. À, mọi người lưu ý nhất vào cuối buổi ấy, thì chúng ta sẽ có một phần sửa lỗi kỹ thuật cho toàn bộ anh em. Chúng ta trực tiếp sẽ sửa. Còn bây giờ anh em là tự hỏi nhanh thôi. Có câu hỏi nhanh thì nên quay phòng thủ mình luôn. Phú là đứa nhanh nhanh nhanh. Em có một câu hỏi xin hỏi anh Nam là bình thường khi mà mình thủ thì bên đối phương họ sẽ tấn công vào vai thì mình cần phải tư thế đứng như nào là không như thế nào để thêm thủ thì quả thực là em toàn bị chết quả nách quả vai. Thế thì em từ đấy rồi không nghe đúng không, vào cái quảng cáo luôn là thủ nhà đúng không, cầm vợt thì nó chỉ bảo ok, ở vai ok, cầm vợt đúng không, chỉ một kiểu cầm này thôi khi phòng thủ đúng không ạ. Vai ấy, vai hay không vai là do mọi người có chuẩn bị hay không chuẩn bị đúng không ạ. Đương nhiên là gì, người ta có thể đập một quả cắm, đập một quả dài, đập một quả mỏng, cứ thế chuẩn bị lên là vai chuẩn bị lên. Mọi người dùng này, khi mà cầm mình cầm ve ấy, tại sao tất cả các vận động viên hầu như người ta sẽ thủ để 80-90% là thủ mặt trái? Bởi vì sao mặt trái có thể sang tận đây, người ta vẫn thủ mặt trái đúng không ạ, ở dưới này.
ra được đây, người ta vẫn thủ được mặt trái. Cái mặt trái nó rất linh hoạt, thế nên là gì, người ta vẫn được một điểm đây, một điểm đây. Thì mình đều được, quan trọng là gì, sự chuẩn bị mình có đủ hay không. Đúng là em phải phán đoán là người ta sẽ đập đâu, hoặc là gì, mình phải tập trung với đường cầu ấy, chứ không thể nào đúng không? Không tập trung thì không thể nào đỡ được cả. Phải tập trung, phải thật tập trung với đường cầu. À, còn một cái điểm nữa lưu ý là gì? Khi vớt tà không thể nào đập cắm được, đúng không? Vớt được cái tầm tầm này, người ta đương nhiên thì người ta sẽ chỉ đập bóng, đập dài, thậm chí là đập ngoài. Cái đấy mọi người phải chú ý nhá. Đúng không? Trừ khi là mình vớt bóng, vớt non, người ta đủ thời gian bật đập hai chân thì người ta cũng đập cắm được. Và để ý các vận động viên thi đấu khi người ta lên đẩy, bao giờ người ta cũng phải chuẩn bị cái khoảng này, đúng không? Bởi vì chỉ bay ra đập được như này thôi thì đương nhiên quả cầu nó sẽ đi là không thể nào cắm được xuống đất, đúng không? Mình phải phán đoán cái đấy chứ. Tùy trường hợp đưa cầu, em đưa quả cầu đến đây người ta đập đầu là chết, đúng không? Em đưa quả cầu lao hơi tà thì đương nhiên nếu người ta có đập, người ta chỉ đập ngang mặt mình hoặc là ngang mình, thì người ấy vừa chuẩn bị mình như này, chân vẫn trùng, đúng không? Mình chuẩn bị như này, hay đập đây, à, chặt hay đi nào đấy, lên lưới, đúng không? Còn khi mình vớt sâu này, vớt sâu thì vớt sâu là chỉ có một là cắt, hai đập dài. Cái khả năng để mà sâu như nhất thì nó phải tầm vào đây, cái cuối chân. Thì rất ít vận động viên, hay là kể cả vận động viên đến vận động viên vớt sâu như thế, người ta còn chả muốn đập, thế là anh em phong trào. Thế người ta chỉ có cắt hoặc đập qua, đập qua thì đương nhiên là sẽ bị bỏ thì có thể dí luôn, đúng không? Trừ khi đưa ở đây thì đương nhiên mình sẽ phải chuẩn bị ở dưới. Còn mình đưa về cuối sân, hình dung là người ta không đập được mạnh, đứng cao đây, đang đứng ở đây, à mình đưa cuối sân đứng cao lên, nó tầm này người ta đập qua phản lên lưới, hoặc người ta cắt lên được nhanh thì chặn lại điều chuẩn bị, đúng không nhá? Thế nên là gì, đập vào đâu cũng thế, mình có sự chuẩn bị tốt, mình có phán đoán tốt, phán đoán đường cầu mình đưa sang ấy, người ta đánh lại mình đều thủ được hết. Ok, và con chị chào nam em, mình có được tương đối là thủ ấy, có cần phải kiếm cái góc chân hay không thì có thể nghe hơn. Thì theo bạn thì thế là đúng hay sai? Anh được tư vấn như vậy. Anh được tư vấn như thế à? Em lần đầu tiên thấy người tư vấn anh thế đấy. Ok, thật ra thì nếu mà kiểu anh kiểu như này lên thì đương nhiên cái trọng tâm anh sẽ đổ về trước, đúng không ạ? Thật ra trong cổ lông ấy, ngày xưa ấy có lướt các gọi là gì nhỉ? Hội nhóm. Có một anh comment là cầu lông di chuyển gần như là toàn mũi chân. Em cũng định phủ định là bảo là nếu mà di chuyển vào mũi chân thì anh cũng phải đi cầu. Thế là thôi, hồi đấy đang ăn nhiều gạch quá, em cũng phải xây nhà rồi, thế là thôi. Đúng không ạ? Có hình dung này, trong cầu lông ấy, nó vận dụng tất cả toàn bộ cơ thể. Đúng không ạ? Nhất là khi phòng thủ, chân thì khá là phải chắc. Anh đứng như này, người anh còn đổ này, anh thủ ra được. Đúng không ạ? Hai chân lúc nào chạm nhau. Có, cũng bảo là chẳng có, không một thế giới hay là một như nào như là thủ như này cả. Có, bây giờ anh đứng bình thường anh đứng như này được, anh đứng rộng ra mà anh đứng phòng thủ mà anh đang sợ như này thì thủ là đúng là thế nên gót anh lúc nào phải chạm, chạm thì mới chắc được, đúng không? Mình chắc nên chỉ có khi nào lùi nhá, lùi thì mình có thể là mũi chân ổn định rồi, các cái chân xuống, hai chân. Nói dính thì không vàng bởi vì mình còn phải đỡ quả khác, nói chung là hai chân như thế chắc lên đủ một quả hai quả lên một quả, đúng không ạ? Khi lên thì đương nhiên là chạm gót chứ không thể nào mà tất cả đi chuyển mỗi chân được, đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn. Vâng, mọi người còn ai có hỏi nhanh thành sau năm hỏi nhanh lắm không? Còn không sao, mục tiêu treo là tí hết cơ hội đấy. Hay là không thì em nghĩ là các bạn bây giờ chưa nghĩ được. Thì không thì tí có thể mình sẽ quay lại khoảng mấy phút nữa. Ok, thế thì để cuối buổi chúng ta sẽ có phần và sửa lỗi kỹ thuật cho từng người. Thì anh em bây giờ cứ nghĩ trước các câu hỏi cũng như là các điểm yếu của từng người cần sửa chữa kết tại sân. Thì một lát nữa cuối buổi chúng ta sẽ sửa khoảng 5 đến 7 bạn. Xem là bạn nào cũng mới sai rất là nặng nhé. Chúng ta có thể sửa lại cho sân chỗ được. Và bây giờ là rất là cảm ơn Nam và Nam về điểm lưu ý. Thì sau đây chúng ta sẽ cho bạn là Quy.
thì Tường Huy sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái bài tập hỗ trợ chúng ta để phòng thủ tốt hơn cho mình thôi, cũng như là một số cái kinh nghiệm để chúng ta để chơi thôi tốt hơn trong trạm. Xin mời Tường Huy ạ. Mọi người ơi, Nam ấy cũng quen có đám đông rồi ấy. Nhưng mà Huy biết Huy lâu rồi thì Huy rất là ngại đám đông ấy. Họ về cổ vũ cho Huy một tí ở đó. Xin chào tất cả mọi người. Thì những cái bài tập có thể bổ trợ thêm trong phòng thủ đánh đôi thì cũng có rất nhiều. Nhưng mà theo mình, đối với cả tất cả mọi người hay là đối với bọn vận động viên chúng mình thì quan trọng nhất vẫn là các cái bài tập có thể sử dụng với cả cái gờ và cái cách di chuyển trong sân luôn, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất để mọi người có thể phòng thủ đôi ok. Thì đầu tiên, bài đầu tiên mình hay tập nhất trong mỗi cái buổi mà khởi động xong thì sẽ là những cái bài múa vợt chẳng hạn. Múa vợt trong đánh đôi nó cũng có rất nhiều cái kiểu múa vợt. Múa vợt thì mọi người có thể đứng là cái chân chuẩn bị như anh Nam vừa hướng dẫn là cái đầu tiên và kết hợp cái tay vợt. Tay vợt thì mọi người cứ có thể tập thêm ở nhà những cái động tác múa vợt thủ bung hai bên. Cái thứ hai là có thể thủ phản đó. Chính là những cái bài, những cái động tác mà mọi người sử dụng nhiều trong thi đấu luôn thì mình có thể tập thêm ở nhà, và sau đó mình có thể kết hợp thêm với cả cái di chuyển một chút. Di chuyển thì mọi người vẫn là những cái động tác như thế, và kết hợp di chuyển hai bên. Bình thường thì mình sẽ tập những cái này thường xuyên, tại vì đây là có thể là những cái bài khởi động và những cái bài bổ trợ trực tiếp trong những cái tình huống đánh đôi, và nó cũng sửa cái động tác cho mọi người một cách kỹ nhất, tại vì mọi người có thể nhìn thấy cái tay vợt của mình đang cầm đúng hay chưa, hay là những cái bước chân khi mà lên thì mọi người đã thấy nó ok hay chưa. Các cái bài tiếp theo khi mà đánh đôi, để mọi người bình thường thì mọi người hay có cái trạng thái là bảo đánh đôi thủ nó không được mạnh, hay là cái quả cầu đi không được đến cuối sân, thì theo mình mọi người có thể tập thêm những cái bài về phát lực của tay bằng các cái dụng cụ bổ trợ như là cái máy bóp này, tập tạ này. Như mình thì mình sẽ hay tập tạ và tập ghim nhiều hơn thì nó sẽ bổ trợ tốt hơn. Về cái tiếp theo là cái khi mà đã đánh được rồi thì đến cái chân, mọi người thủ tốt đến mấy mà không có chân để chuẩn bị này, không có chân để di chuyển lên vớt hay là lùi về phòng thủ liên tục thì nó cũng sẽ rất là khó. Thì những cái đấy mọi người có thể tập thêm những cái bài di chuyển hoặc là những bài bổ trợ của tập ghim để tăng cái sức mạnh của chân cũng như tăng cái sức mạnh của tay, thì lúc đấy mọi người có thể kết hợp hai cái chân tay các thứ nó sẽ đồng thời, và cái quả phòng thủ kể cả thủ cung, thủ phạt hay là thủ chạy mình cũng sẽ có cái trạng thái là ok nhất và cái phát lực ra tốt nhất có thể. Thế thì vừa rồi Huy vừa chỉ ra cái một số cái về tay, thì là như theo anh tìm hiểu ấy, đánh nghe thì mọi người cũng muốn là em chỉ thêm mọi người cách về một số cái bài của trợ chân. Thì ra là mọi người cũng nghĩ là đánh đơn đến phần chân nhiều, chúng ta đôi đơn đều cả chân rất là tốt, thì em phải chỉ cho mọi người một số cái bài tập để linh hoạt chân hơn, cũng như là một số cái bài tập mà nếu mà ở sân ấy, mọi người có anh em như là có quân xanh thì anh em chơi em lâu rồi cũng phải động, chúng ta có một số bài tập như là trên sân cũng biết thôi mà nhìn thấy. Các bài tập về chân để nói chung là cho cả đánh đơn hay là đánh đôi và trong cầu lông thì có rất là nhiều. Đầu tiên là những cái bài di chuyển chẳng hạn, di chuyển mọi người sẽ dùng rất là nhiều. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn qua những cái bài di chuyển mà mình hay là các cái học viên của lớp mình đang tập để mọi người có thể tham khảo qua một chút. Đối với cả phòng thủ đánh đôi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là di chuyển bốn góc trong một cái nửa sân để mọi người có thể nắm quen. Đầu tiên thì có thể tập bài di chuyển bốn góc hai bên và ở đây thì mọi người cố gắng là trong cái lúc tập thì cố gắng chùng cái thân người xuống giống như là cái
lúc mà mọi người vào đánh cầu phòng thủ ra hai bên và có thể tiến mũi chân đó. Sau bài đấy thì mọi người có thể tập thêm những cái bài linh hoạt chân. Ví dụ linh hoạt chân thì nó cũng sẽ có rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo thêm trên mạng một chút. Và tiếp theo là mọi người có thể tập thêm những cái bài bổ trợ tốt cho cổ chân hơn một chút. Tại vì mọi người mình thấy thì có rất nhiều người là khi mà đánh về sẽ bị đau chân, hoặc là cái cổ chân mình yếu rất dễ bị dẫn đến lật cổ chân chẳng hạn. Thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm ở trên mạng những cái bài hướng dẫn để tăng cái sức mạnh của cổ chân hay là bắp chân cần thiết cho từng người với cả từng cái mục tiêu riêng của mình thì nó sẽ rất là ok. Ok, cảm ơn Huy rất là nhiều. Thì sao phải thấy là Huy cũng rất là vui. Và Huy rất thích lần là Huy được làm trong một này nên là có thể có một đối sót. Thì sau đây là Huy cũng có thể mình nhờ luôn thầy Nam và mọi người nhé. Chúng ta sẽ có một số cái bài tập mà bình thường các bạn cũng hay đi dạy. Thì chúng ta chọn ra khoảng 2 đến 3 bài tập mà mọi người có thể thực hiện ở sân. Đấy, làm sao để có đủ đôi tốt nhất trên sân này. Ví dụ chúng ta đến sân có người bạn đến sân hay là có người mà đánh tốt hơn thì phải nhờ giúp đỡ họ phát bầu một vài cái đấy. Thì cái Nam và Huy để giúp cho anh em khoảng 3 bài tập, 2 3 bài tập trên sân. Thứ đầu tiên thì chắc là nhiều quân, quân Nam Huy là quân anh là bài tập đầu tiên nhưng mà bài tập hay chị nói chung là sẽ là bài tập của lần basic nào. Nhưng mà đơn hay đôi thì tập bài tập đầu tiên đi đấy là di chuyển bốn góc đó. Cắt nước nha anh em, uống nước từ đây lấy nhé. Đây là một cái bài Hà Nam thường xuyên cho các học viên tập, mà kể cả ngay bản thân Nam ngày xưa cũng nhìn thấy bài này là khóc bởi vì nó quá mệt, nó quá mỏi. Nhưng mà thật sự nếu mà mọi người kiên trì, mọi người tập được thì đảm bảo cái bộ chân của mình nó sẽ lên cái level mới. Một bài tập rất dễ mà có thể là không cần diễn tả. Ok, bây giờ sẽ rất đơn giản, mọi người ở sân có thể tự tập được. Ai cũng có thể tự tập được. Tập thay nhau thì tốt nhất bởi vì là không thở được. Đây thì chắc là không đủ cầu là mình tập trung thì mic của Nam nó đang đỏ không nhận. Mới chạm cầu thôi. Đỏ nhỉ. Chạm thôi. Mày gạt đi ai nhập vào mặt. Thường thì ví dụ là làm bốn góc liền thì mọi người sẽ làm khoảng 20 cái, 5 cái mỗi ấy, nói chung là mọi người di chuyển từ 20 cái đến góc. Hoặc là mọi người sẽ chỉ tập trước 2 góc vớt, nó sẽ rơi khoảng 16 đến 20 cái, tùy vào sức mạnh và ra thể lực của mình. Ok, nào, di chuyển đi. 2 góc trước đi, chưa cần 4 góc, 2 góc vớt thôi, để chặt cơ. Mọi người cố gắng nhé, cái bước di chuyển, cứ làm đi. Tập mà 20 cái 8 lần nhé. Mọi người hình dung là gì? Cố gắng 2 bước thôi. Trái phải, đó, 2 bước là lên được rồi. Nhiều anh em thì có thể bây giờ vẫn đang sử dụng cái bước di chuyển cũ, đấy là bước đá chân này. Hoặc là bước rồi quên vỗ mất rồi, lâu lắm. Thì bước rồi, nó đang là cái kỹ thuật cổ xưa rồi. Nó hơi lỗi thời, bây giờ thường thì tất cả các học viên từ trẻ em hay là gì đấy ở các nước hay là ở Việt Nam thì đa phần sẽ là hai bước di chuyển đơn giản nhất, đúng không ạ? Đang ở giữa này, trái phải, rút về, 1 2 trái phải, 1 2 đúng không ạ? Ngày xưa sẽ là 1 2 3 ở hình như thế, không nhớ lắm, lâu lắm thì cãi chân đấy. Ngày xưa sẽ là như thế, hoặc là sẽ bước rồi để trong một thời gian. Nó quá chậm và nó quá nhiều bước. Ngày xưa nếu mà theo cái bước di chuyển ngày xưa nó sẽ rơi vào khoảng 3-4 bước. Bây giờ cái gì họ update lên thì sẽ là 2 bước. Ok, đấy là hai cái bài vớt rồi. Ra hai bên ngang. Rồi.
hai bên ngang này thì là gì, vừa bổ trợ cho đơn và vừa bổ trợ cho đôi. Trong đánh đơn thì sẽ là hai bên thủ đúng không ạ? Còn trong đánh đôi thì sẽ là hai bên phản. Một bài tập đây thì nếu mà mình tập số lượng nhiều cũng như thời gian lâu thì sẽ là một bài vừa tăng sức mạnh ở cái bộ chân, vừa tăng cái thể lực chuyên môn. Ở cầu lông ấy nó sẽ có hai cái đặc điểm khác biệt, đấy là thể lực chuyên môn và thể lực chung. Thì Nam muốn chia sẻ với mọi người là gì, có ai biết thể lực chung là gì không ạ? Có ai biết thể lực chung là gì không? Nôm na thể lực chung là gì? Thể lực chung thì là đương nhiên là sức bền rồi. Những bài tập như thế nào được gọi là bài thể lực chung, em biết không? Rồi, có ai ý kiến khác không ạ? Chủ đề sức mạnh rồi. Thế có ai biết thể lực chuyên môn là gì không ạ? Kỹ thuật là kỹ thuật là thể lực chuyên môn. Thứ nhất, thể lực chung sẽ là những cái bài mà nền móng cho thể lực chung của chúng ta. Thể lực chung là gì? Chạy, đạp xe, đúng không ạ? Đấy là những cái bài thể lực chung, ví dụ chạy biến tốc này, chạy bền, chạy tốc độ, đấy là thể lực chung. Thể lực chuyên môn, tại sao có những cái người là có thể người ta chạy marathon 21 cây, 42 cây không mệt, nhưng ví dụ người ta đánh cầu lông chắc khoảng 15 phút hoặc để đánh 2 c người ta mệt. Đấy là sự khác biệt giữa thể lực chung và thể lực chuyên môn. Thể lực chuyên môn ở đây là gì ạ? Thể lực chuyên môn ở đây chính là đánh cầu. Đánh cầu trong sân nó là thể lực chuyên môn. Thể lực chuyên môn thì như nào? Bởi vì chúng ta chạy, khi mà mình chạy bền chẳng hạn, nhịp tim, nhịp chạy, cái tempo của mình sẽ đều. Còn cầu lông thì quả nhanh, quả chậm. Quả nhanh, chậm. Đấy là gì? Cái nhịp nó khác. Thì đấy nó là thể lực chung. Bài tập thể lực chung thì có một là di chuyển, hai là sẽ đeo cầu cả sân. Một người đánh hoặc là gì mình sẽ phát cầu nhiều, nó đeo liền 40-50 quả. Đấy là thể lực chung. Nó sẽ khác với thể lực chuyên môn, đó là chỗ đấy. Chứ mọi người cũng nghĩ là, ui, ông này, đây, cứ đi chạy là khỏe. Chạy, đúng, nó sẽ là khỏe. Nhưng mà nó chỉ là phần nào thôi. Còn mọi người muốn đánh cầu tốt, đặc biệt là đánh đơn, thì phải có cả thể lực chuyên môn lẫn thể lực chung. Thể lực chung thì khoảng 30%, thể lực chuyên môn là 70%. Rồi, ok, thì sẽ tiếp theo sẽ đến bài hỗ trợ nhé. Một số bài linh hoạt chân. Linh hoạt chân, duy, chuyên đơn, là đi. Lâu lắm rồi không tập thì ôn lại đi. Một số các cái bài này thì nó là vừa nhanh vừa bền, vừa mệt vừa mỏi, nói chung là đủ cả. Quân xuống tiếp. Rồi xuống đây giao lưu tí, đi tập ăn sáng cà phê đầy đủ rồi, đi tập đi. Trưa về ăn cho ngon. Bài đầu tiên nhá. Bài đầu tiên bài gì nhá? Lâu thập quy, mình lười thập quy. Đây, bài đầu tiên. Bật. Chậm, đúng rồi. Chậm, làm đi, to ra một tí. Rồi, đúng rồi. Tốt. Tùy vào sức mạnh của mọi người nhá. Có thể là 30 giây chậm, 10 giây nhanh, tùy. Nào nhanh. Nhanh thì đương nhiên là ngắn, ngắn thì sẽ nhanh đúng không ạ? Rồi. Ok, lại chậm nào, lại to ra chậm rồi. Đây sẽ là bài bổ trợ, mọi người sẽ nóng hết gan bàn chân này, cổ chân, bắp chân này, nhanh. Đấy, thời gian thì tùy mọi người quyết định, nó sẽ có khoảng đâu đó 10 động tác. Rồi ok, bật ngang này, rộng này. Ok, rồi, nhanh. Đấy, cố gắng mọi người, mỗi bài mọi người sẽ làm 2 lần. Đúng không ạ? Cứ một lần chậm, một lần nhanh, hai lần như thế. Rồi, ok, đổi bài nhá. Để cho mọi người quay lại đấy. À, bật chữ V này. Bật chữ V. Bật rộng ra, rộng ra, rộng ra một tí nữa. Rồi. Rồi. Rồi, nhanh. Ngắn nữa nào, ngắn nữa Quân ơi. Đúng rồi. Ngắn thì mọi người cũng xoay hông, xoay hông để ngắn được. Đúng không ạ? Rồi, ok, đổi bài này. Rộng xuống hết, chậm đi xuống hết, đúng rồi. Quần chân rộng ra. Rồi. Nhanh này. Đấy, làm đi.
một nhịp ở giữa của ta đâu. Rồi, ok. Một bài tiếp nhá. Hông, mọi người rất yếu, đúng không ạ? Hông này. Chậm thì đá rộng ra. Làm đi. Ngon. Bài này nhá thì không được đặt gót. Đấy, như thằng kia là sai kìa. Chân nó cứ như này nó không bật được đâu, đúng không? Mọi người chân sau này, nhớ là gì? Không đặt gót xuống, mũi thôi, gần như là mũi thôi. Đấy, rộng ra này. Làm đi. Ơ, hải đồng này. Không như, không như gọi là gương mẫu gì cả. Rồi, nhanh. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Nếu mà khó nhá, với mọi người mới tập khó nhá, thì mình có thể tường, một là bám vào tường cho nó dễ, đúng không ạ? Đứng đây hơi thô bỉ. Đẹp là mới làm dễ tường ý. Anh em. Nó có biết làm đâu. Đúng không? Mình sẽ bám vào tường thì mình sẽ chắc hơn, đúng không ạ? Nào làm nhanh. Nếu chậm thì mọi người biết rồi, đúng rồi, làm nhanh. Mọi người cố là như kiểu mình cắt kéo này. Xoay hông này, nó sẽ nhanh. Đấy, đi to mẩy đấy. Rồi, bài tiếp theo này. Nó có gần 10 bài giới thiệu một cả chứ. À, ngang nhá, ngang. Rộng này. Đúng rồi. Đấy. Tốt. Rồi, nhanh này. Đúng rồi, mọi người chú ý để xoay ở đấy, mở hông này. Chân bên này mở hông này, chân bên này mở hông này. Rồi, ok. Đổi bài này. Sau đấy nhá. Một combo cuối, nó sẽ là 3 bài liền. Bài đầu tiên này. Chậm. Bài này mọi người thấy giống cái động tác gì của ai biết không ạ? Gì ạ? Không, chà 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 cái gì. Bài này sẽ là gì, giống như bài về phông này này. Đúng không? Giống không? Đúng không ạ? Nhưng mình sẽ làm ngắn lại một bước, đúng không? Về này. Mở hông về này. Đúng không ạ? Giống y hệt mình đánh cầu này, mở hông về. Sau lại lên này. Mở hông về, rồi ra đi. Đấy, kia là kiểu amateur đấy, đây kiểu pro đấy. Ừ, mày trông đần thì kia. Rồi, nhanh. Nhanh lên. Ăn sáng chưa? Chưa làm cái gì đi ăn trưa một thể đấy. Đấy, nhanh. Đúng ạ, nhanh, xoay hông. Tiếp theo bài này không dừng nhá. Làm đi. Rồi, làm này. Nâng cao gối. Nhanh liên tục. Nhanh lên. Rồi, bật ôm gối 10 cái. Ôm gối. Rồi, bật nhá, mọi người sẽ cố gắng là rút cái gối lên gần chạm ngực này. Đó. Rồi, ok. Đấy là một số cái bài cơ bản mà anh em có thể tập được. Rất đơn giản, mọi người cố gắng tập khoảng 40 giây một động tác được. Ít, dần dần. Lập đi lập lại thì chân mình thì sẽ có sức mạnh, sức bật và sức nhanh. Thể lực nó sẽ lên, hạn chế nghỉ thôi nhá. Rồi, cảm ơn hai bạn đã hợp tác. Mặt trông không vui vẻ lắm. Cảm ơn phần hướng dẫn và chia sẻ rồi của đội ngũ huấn luyện viên. Và bây giờ thì chúng ta trao đổi kiến thức một tí nhỉ, thay đổi không khí một tí. Thì bây giờ là có cái game nhỏ của người chơi vui. Thì hôm nay là Nam Huy thì phòng thủ. Thì hôm nay đúng như chủ đề chương trình. Thì bây giờ Nam Huy sẽ là phòng thủ và chúng ta sẽ là ba đôi nam là tự tin cũng phá được cái đôi nam của đội viên ta. Ta mời đối tác một tí nhé. Bên này một đôi áo trắng sẵn sàng sẵn sàng vui. Đó này là một bạn áo khoác này bạn tự đây. Chúng ta đi cho đôi này đây thôi đấy. Đây áo đen áo khoác nhé. Đây là đôi. Là một đôi. Đây chúng ta ít khi được. Nam ơi, Nam thủ. Nam lấy Huy sang bên này thủ. Để các bạn đập bên này. À ok. Đây. Anh em sang đây nhé. Đội này đứng trên dưới đúng không? Hả? Luật kia mang chưa? Kia, bệ trên bàn kia kìa. Đấy, luật chơi thì đơn giản thôi. Hai bên huấn luyện viên chúng ta là chỉ phòng thủ thôi. Nhiệm vụ của hai bạn bên này là sau tấn công, tăng điểm được. Làm gì thì làm, như việc đánh các bạn huấn luyện viên là được.
ba quả chứ mày đập vào đấy anh còn giật mình sợ lắm run đánh rồi mỗi người là tôi chúng ta có khoảng 1 đến 2 phút để công phá cái môn viên này. Nói chung là đập chết càng nhiều hoa các bạn chơi với mình đấy không chưa ra ngoài hai em xin đôi à hay thế nhở như phu hải phong với sai duy đấy đấy ấy. Ui vớt cho chạy đấy tâm lý ngay kệ bỏ em đấy đầy cầu này. Bình tĩnh rồi anh cũng phải bình tĩnh về ui rồi đỡ đây đấy vừa dậy xong điêu rồi đấy mình đánh thẳng bác mình chạy ra thẳng không mày đứng nhìn. Khó thế. Cạch mới ăn tiền đấy. Ai ủa? Bốn điểm rồi. Anh thấy không? Không phá thôi. Không biết cái này khó thế nào đâu. Đừng giải tầm mẹ. Đấy, cứ đập cạch này là ăn tiền. Ui. Ai, đổi người. Ôi trời ơi. Ai chạy? Ôi lỗ. Đập này lỗ. Đấy mọi người thấy không? Người ta đập chéo mắt mình cho người ta chạy cái này. Chết ngay. Ui ôi. Hay thế nhỉ? Tiếp đi. Đấy, vào tay thôi. Ui ôi. Đấy, cho chạy đấy. Này, ông này chạy tiếp đấy. Đấy. Rất lắm tiếp một bài. Thôi, chúng ta đổi một đôi khác nhé. Cho anh em cùng hai bạn rất nhiều. Ý là có nhiều của cái đám rồi. Nào, đôi nào tiếp đây. Ngoài đâu. Lại hai ông tay trái à? Mấy ông tay trái này cũng thảo ma lắm. Đấy. Hai bạn này bé tuổi hơn. Mạnh lắm, cố lên. Cứ bình tĩnh nghe. Phải tay đập cho sướng. Đấy. Cố lên. Đập chưa cố lên. Không phải ai đập cạch được đâu. Đấy, chết chưa? Chết sao được? Đập đi. Ui rồi. Ui rồi. Cố gắng kiếm điểm. Ui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là trẻ tuổi. Hai bạn là sinh viên cấp 2. À, đập đi. Ui dồi. Hay thế nhỉ? Không được. Em xin một cầu nhá. Đây. Thôi bạn nam xuống đập đi. Đấy, đập mạnh thế mà. Ui dồi. Nữa. Ui trời ơi. Anh mời như thế rồi mà em không mút. Rất là bất ngờ với hai đôi bạn trẻ. Ấy ôi. Wow. Người đập mạnh lên nữa. Không tin vào chính đại được thì là tôi tốt đầu trường trung học cơ sở Kiến Tân. Hay thế nhỉ? Ừ, bạn nữ đánh hay hơn bạn nam thế nào? Bạn nữ đập của nam. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông đứng ở bên này mà cho người ta lên. Ông cứ đứng đấy người ta lên kiểu gì? Này, đấy, lùi đi. Đập đi. Lên lưới đi em. Em. Hay thế nhờ. Nào, ăn điểm nữa đi rồi nghỉ. Hết bát phở chưa? À sao bánh mì à? Thế thì héo. Ăn phở đủ sức. Cố lên. Ờ. Em nữ đâu? Đúng rồi, lên. Lên lưới. Đúng rồi, bạn nào đâu lên? Em cứ bắt lưới đi, kệ đó. Đúng rồi, kệ đó. Đập. Nữ. Ôi trời ơi. Cảm ơn Dung. Rồi, cảm ơn. Ông này để bắt nữ bao hơi nhiều đấy. Anh em mà nhìn thấy Dung và Trần đó khá thấp. Cho nên là công công chất công giải cũng không khó quá đâu. Cần đôi tay to hơn đi. Tay to đi. Tay to. Đây, mình nhìn thấy đôi cân đứng kia đầu tiên. Ôi anh Bình nhá. Thôi vào. Một áo đỏ là một đấy đi. Cân chia đôi tay ra đây nó bỏ đỏ và bạn áo áo. Này đi. Ta ghép kẹo cho nó vui. À, thế là đôi à? Thế là đôi à? Thế là đôi sau nhé. Thế bạn ok, đây là đôi bố con à hay chú cháu ấy? Đôi là đôi gì đây? Thằng kia chắc nó ăn hết cơm bạn này rồi. Đập mạnh rồi nhá. À, đập lên mà. Được. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. À, bình tĩnh. Rồi, đập lên. Ờ, nhiều thế, đừng cay em. À, áo trắng ạ. À. Đập bê. Rồi. Rồi, hết sức ạ. Được. Đúng là không đeo bê kìa. Được, ui ở đấy, cạch mang tiền như. Đấy quá. Rồi, rồi. Rồi, đập. Nón cao lên. Đúng rồi. Nữa đi. Thế. Nữa đi. Rồi. Hơi với. Một hai điểm đấy nhá. Xong chúng ta đổi thôi. Đã anh em tay to lên. Tí dần kìa. Cần một đôi tay to kìa. Bạn Phú phải chơi nhiều game rồi. Nhưng mà không anh nhớ các bạn. Tí nữa game sau. Rồi đập đi. Em rồi, ok, bạn cảm ơn nhá. Anh mời hai bạn trước đi. Hai bạn. Rồi, cảm ơn hai em nhá. Thôi giúp gì đánh lên hơi trượt lên nhiều. Đây, thử, chúng ta thử đôi. Thử một đôi mình đã. Đôi trông chuyên nghiệp lắm. Nhiệt tình lên lên nhá. Đập mạnh vào. Trần thấp này đập chân thế đó. Đập như kiểu ngày mai không được đánh cầu đấy. À. Quấy quá. À một bạn đứng lưới đấy. Sao lại hai bạn đứng lưới đấy à? Đây 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 quả cầu đấy. Ta đánh kia thôi, được một bạn bắt lưới các bạn kia để dồn dồn chết em hơn. Chứ nếu mà giặt ngang ra là không chết đâu. À, hai đập đây. Đúng rồi. Quấy. À,
Úi dồi, hay quá. Đấy, chết luôn ba quả. Ý điểm không có khó đâu, rất là dễ luôn. Từ từ thôi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hơi run, anh cầu được rồi, hơi run. Này, mời đấy. Wow, đập bẹ. Hay thế nhỉ. Úi giời, kéo vào mặt bàn. Được. Đấy, ăn điểm rồi đấy. Cố lên, ăn điểm nữa đi. Điểm đấy nhá. Chúng ta chuyển sang chiêu đấy. Bạn nữ là đánh này. Đấy. Đấy. Úi giời, gần được rồi, sắp chết rồi. Được, hết. Sắp. Nào. Úi giời, sorry. Đánh đi, mỗi người đánh quả. Hay quá nhỉ. Hay thế nhỉ. Úi giời ơi. Vật nhỏ quá. Ý. Rồi, cuối nào. Ê. Ấm ơi. Ôi. Ê, nhiều nhau. Rồi, ok, cảm ơn. Cần lưu kia. Đây rồi, tôi người lớn này, thì họ tỷ lệ ăn hiệp cao hơn nhé. Đập cân lực nữa nhé. Hai ơi. Cầm pin mà. Nhìn cứ hưởng là sân bên nhỏ, anh em ghi điểm nhiều hơn nữa. Chắc chừng là anh em đang dung đánh học trước khi là đánh ghi điểm rồi. Anh em cứ bình tĩnh nha, giao lưu thôi. Đấy, đánh mắt chưa? Đúng rồi, đánh mắt đấy. Đây, vừa học xong. Còn, cứ bình tĩnh vào đây.
sao dàn trên nữa hả? Chia ra. Ông Ngàm, đập mạnh đấy. Đâu, em đập mạnh là chính mà. Em này. Rồi, ok, cảm ơn nhá. Rồi. Đây, đứng lên mạnh. Đây, hàng trên như này em ơi. Rồi. Đấy, hàng sau đứng lên, đứng sát lên, sao đứng sát lên. Chụp hết không ạ? Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Anh áp Facebook của em đi. Đón cầu sớm lên. Ui, hay thế nhỉ? Ơ được. Ơi. Hay quá. Hay là nhấp luôn. Ơi. Nào, một cuối này. Hay là biết rồi. Đéo. Đứng đi. Vâng, từ tới vào nó đập cho mù mắt. Chạy đi. Đây nào chính rồi. Đây nào chính. Đánh cầu ấy nào chính. Ai? Ui. Ui. Nó đi chuyển đây đúng rồi. Hay thế nhở? Ui. Duy, Huy đập mạnh lên tí cho chúng nó biết. Ui. Đấy là vừa đấy. Nào, cuối nhá. Không thủ được thì chống đẩy 50 cái nhá. Chạy đi, đứng nhìn đi. Nào. Hay đấy. Úi giời. Ơi, 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 sao đấy, chạy đi. Nhìn cầu mà không đánh thì diễn à? Đấy, đúng rồi. Ơi, ơi. Đi lên mà thủ. Đúng rồi. Đấy, nách đấy. Nách luôn. Đấy. Úi dồi. Hả? Đúng rồi. Có. Nhưng mà chắc phải một ai không? Để chú ấy còn... lọc với chỉnh sửa nữa. À, đây. Mỹ Đình. Đừng thế thủ làm sao được. Ơi. Cũng hai máy như thế này.
Điều máy điện tử ấy. Đúng rồi, phải đúng thế mà. Anh được. Ôi, ôi sao đây? Ê, lên vớt. Hay là, ông này có lên vớt không? Khó nhờ. Thế ai mà lỡ được? Cuối, cuối, điểm cuối. Ờ, rồi, thank you. Một đôi lớn đi. Người trông to thế. Đấy. Xong rồi. Ê. Hay quá, giờ đuổi được đấy. Mẹ mà. Ê. Nách! Nách! Hay quá nhờ. Ơi. 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 Tuổi đánh hay quá. Không chết. Không chết. Ai chạy? Giữ ai nữa? Ai quá, thấy thế nhở? Về thế. Thế bên này. Ôi, nách này, đi đâu? Các bạn có thể tham khảo cũng như các vị phụ huynh của các con có thể tham khảo qua các tin
thì mời là tập thể năng chia sẻ. Đã cần thực hiện rất là lâu rồi, mấy năm rồi. Cầm này đi. Những kia đâu? Thiết cài. Không, cái mic kia ra. Cầm lắm đấy. Mình nhận được khá nhiều câu hỏi là thời điểm nào thì mới bắt đầu cho con em ra tập bộ lông chuyên nghiệp đi, nói chuyên nghiệp đi. Thì thật ra là với cá nhân Nam thì Nam theo đuổi bộ lông cũng 15-16 năm từ 2007. Thì thật ra là cái thời điểm thích hợp nhất để cho con em chúng ta, các em nhỏ làm quen với bộ lông, làm quen bộ lông trước đã thì sẽ rơi vào khoảng 6-7 tuổi đến muộn nhất là đá cuộc. Đây là đá quen bộ lông thì có thể là mình sẽ cho các em nó rèn luyện bộ lông, có thể bước đầu không cần một cách chuyên nghiệp quá, có thể là nó các cháu các em thì có một cái thói quen hoạt động làm trước. Còn để mà xác định đi theo con đường bộ lông thì thứ nhất chúng ta sẽ phải đánh đổi khá là nhiều thứ theo bản thân. Cái thứ nhất đó là sẽ gần như là sẽ rời xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ từ khi mà mình bắt đầu. Muộn nhất thì với Nam thì chắc là khoảng 11-12 tuổi đó sẽ là ăn ở tập trung ở đâu, chưa kể là sẽ có những cái lúc mà mình sẽ đi thi đấu hoặc là đi tập huấn gần như là xung quanh có anh em bạn bè thầy cô, chứ không có bố mẹ ở bên hay là dỗ dành gì cả. Nói chung là chúng ta sẽ phải học một cái cách tự lập rất là lớn. Thế nên là các phụ huynh nếu mà muốn cho con em học thì phải đặc biệt chú ý điều đó. Con em sẽ có gần gũi khi ở với bố mẹ hay là sẽ tình cảm hơi thiếu thốn một chút, bởi vì cái môi trường tập thể sẽ đúc kết các cái em bé trở thành một người tự lập khá là lớn đó. À, cái yếu tố thứ hai Nam nghĩ cần để trở thành một doanh nghiệp đó là ít nhất gia đình chúng ta có điều kiện về mặt cơ bản. Bởi vì sao? Bây giờ trên thị trường thì có nhiều người biết là một cây vợt để mà đánh được hoặc là đạt được cho các em mà mới theo tập chuyên nghiệp nhẹ cũng phải trên 2 triệu, gần 2,5 triệu đổ lên thì các em đánh được. Giày thì cũng đa dạng mẫu mã nhưng mà giày cũng phải tầm 1,5 triệu hoặc hơn 2 triệu. Riêng một cái khoản chi phí đầu tư cho các em chúng ta nó cũng khá là đạt tốn, thì nên là nó sẽ cần cân nhắc một chút về cái việc đầu tư cho các em chúng ta thôi. Cái tiếp theo nữa mà Nam nghĩ đó là khi đã xác định và định hướng cho con theo chuyên nghiệp thì chúng ta phải tạo cho con một thói quen chuyên nghiệp về nó là sao. Đó là từ trang thiết bị tập luyện, tìm một huấn luyện viên tốt, tìm một môi trường tốt. Môi trường tốt đây là nói là ví dụ ở các tỉnh thành lớn có nền tảng bộ lông tốt từ trước thì đấy là một cái môi trường rất là tốt cho các em. Có các anh để học hỏi, có những huấn luyện viên, có những người thầy tốt và về trang thiết bị cơ sở tập luyện học rất là tốt. Đây là những cái kinh điển mà ở tỉnh thành lớn có được trong quá trình và hình thành phát triển của bộ lông. Đó, và một cái nữa thì nhiều, khá là nhiều em hỏi là bây giờ anh ơi em lớp 7, lớp 8, em có chuyên nghiệp không? Thì xin thưa thật các em là khoảng 11 tuổi các em mới bắt đầu học bộ lông nó đã quá muộn để trở thành một chuyên nghiệp. Nếu xác định trở thành một người chuyên nghiệp thì các em phải có nền tảng ít nhất là từ cái nền tảng thể lực làm cho em cầu lông từ năm 8 tuổi. Và muộn nhất theo kinh nghiệm của anh thì từ 11 đến 12 tuổi, tức là khoảng lớp 5, lớp 6 là các em đã phải tham gia xin vào các hội tuyển lớn của cơ sở của địa phương. Ví dụ như là ở Hà Nội các em phải làm quen dần với môi trường chuyên nghiệp từ ít nhất 50 tuổi đến 52 tuổi. 13 tuổi thì khá là muộn và hạn chế lại, trừ khi là các em có tài năng thiên phú hoặc là đổ trộn với các em khác. Thế nên là trước 12 tuổi là thời điểm tích cực
mới 12 tuổi mà vào là phải đánh cầu, chứ không phải là 12 tuổi vào là bắt đầu đi học được. Đấy là một số các cái bước cơ bản hay là cái lưu ý để mà trở thành một chuyên nghiệp. Còn khi là vật chuyên nghiệp, ví dụ như bản thân Nam thì Nam được bạn như gì? Rất nhiều thứ đương nhiên, nhưng mà mình được bạn rất nhiều thứ. Ví dụ như hiện tại Nam thì bây giờ, đấy là ngày rất lớn Nam. Được đi nhiều hơn có thể ở thời điểm hiện tại thì cũng sau là dịch bệnh, cũng sau cái kinh tế này họ xa nên là các bạn cũng trẻ. Hạn chế rất là nhiều chi phí để mà đi được quốc tế. Với bản thân Nam trước đây từ hiện tại thì Nam đã có cơ hội đi thi đấu quốc tế Pháp cũng là trên 20 châu Âu, châu Á, Canada phải đi rất là nhiều. Đấy là những cái trải nghiệm, những cái mà Nam được khi mà đánh đổi một cách sự nghiêm túc của châu Âu. Đấy là những cái mà Nam đạt được. Thì Nam có một lời khuyên cho các bạn trẻ đây là khi xác định có thể không theo cầu lông hoặc ở ngoài mình theo sự nghiệp hành hay bất cứ một ngành nghề gì đấy thì mình nên nghiêm túc, mình nên chuyên nghiệp ngay từ khi bắt đầu. Thì sau này cái đấy nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Ví dụ cầu lông mang đến cho Nam rất nhiều thứ, đúng không ạ? Có thể gặp mọi người ở đây, có thể đi ra ngoài, có thể giao tiếp xã hội, có một cái vị trí hay chỗ nhất định. Thì với mọi người cũng vậy, ví dụ mọi người theo một cái nghề học thì chẳng hạn mình tiếp tục để tập trung sau đấy có thể là con đường để mình có thể được. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất là tâm huyết, nhiệt tình với mọi người. Thì mình cũng xin có thêm một chút thời gian như mình nhưng không phải chuyên nghiệp, nhưng mà hồi nhỏ lúc mà chạm tuổi với các bạn thiếu niên ở đây thì cũng có đi tập luyện của môn khác ở trên trường tiền, nhưng mà sự gia đình không cho. Đấy, chúng ta có thấy là để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp và cũng sống được với nghề như Hồng Nam hay Nguyễn Đức hay Nguyễn Huy, nó là cả một chặng đường rất là dài. Ngoài vấn đề nỗ lực ra còn may mắn nữa, may mắn đây là những cái về kinh phí này, cần đầu tư này hay là chấn thương. Có những vận động viên rất tài năng nhưng mà chấn thương thì khá là sớm, cũng không thể tiến bộ để thành viên chuyên nghiệp được. Và để chúng ta các bạn vận viên 26-27 tuổi đang ở tập cơ quốc tế thì nó không phải dễ dàng và có rất nhiều chi phí. Vì vậy là chúng ta cần trân trọng hơn nữa những cái công sức của các bạn vận viên. Dù có thể là thành tích quốc tế nó chưa phải là quá khủng khiếp, nhưng thực sự là các bạn đã nỗ lực rất là nhiều trong mười mấy năm để có thể được ở đây. Thì mình xin phép anh em một tràng tay nữa cho chúng ta. Thì vừa rồi là chúng ta được nghe Nam chia sẻ chút về cái con đường chuyên nghiệp. Thì cũng như là nói đầu chương trình, trước khi chuyển sang phần sửa đối sai cho anh em, thì mọi người có câu hỏi gì cho Nam về các cái vấn đề học được chuyên nghiệp cũng như là tham gia chuyên nghiệp không ạ? Các bạn nhỏ hay là các phụ huynh đã có câu hỏi không ạ? Xin mời bạn. Chào mọi người. Thì có một điều là các bạn thường với nhau nhau hay có cả giãn cơ khi tập luyện xong ấy, thì thường chân hai chân ở tay sau, thì bây giờ Nam và anh sẽ hướng dẫn các bạn cho mình một số bài tập để thả lỏng giãn cơ để mà mình luyện xong thì đang hỏi đây là anh em còn không hỏi về con đường chuyên nghiệp đã là về rồi là về con đường chuyên nghiệp và phần trở thành vận động viên. Thì nói anh em nghe là các bé cả thắc mắc không ạ? Đây xin mời bạn nhỏ. Cho em hỏi đấy là em có đại học công từ năm lớp 1 rồi, thì bây giờ thì em bắt đầu học ví dụ như ở các kỹ thuật nâng cao ấy, thì có thể theo các thầy chuyên nghiệp được không? Năm nay em là đủ. Năm nay em mười bốn đấy. Lớp 8 thì thật sự là quá muộn. Nếu mà giả sử em học lớp 6 hoặc lớp 7 thì nó sẽ có thời gian để mà em trau dồi, để mà em nghĩ là thực sự là cái thời điểm đấy nào đã đi muộn rồi. Rồi em hình dung là các cái giải thiếu niên ấy thì họ sẽ có là từ 9 bé nhất là 9 đến 11. Nhưng em bây giờ em lớp 8 là mấy rồi? Thì em đã phải đánh 45 rồi, rất là khó. Mà bây giờ em 14 tuổi lần đầu em ra đánh thi đấu thì em đã học đánh
đúng không ạ? Rất tâm lý, rất là du, thì nên nó là khá muộn. Ok, mình đam mê cầu lông cũng được, mình sau này mình vẫn có thể phát triển tiếp ở những cái loại khác. Thế nên anh kia em cũng nên tập trung vào học hành cho nó ổn định. Còn cầu lông thì đam mê ở ngoài, sau rồi là đi chơi cho thoải mái, bớt đi tưởng đi, mặt lồi là rồi chơi thôi. Cảm ơn các bạn đã nhận được. Còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào, bạn bị phụ huynh nào có câu hỏi dành cho con đường chuyên nghiệp không ạ? Chuyên nghiệp. Xin mời luôn chính người nhà luôn. Thực ra cái đầu tiên là chỉ có nghệ thuật học thủ thôi, nhưng mà cái con đường trở thành chuyên nghiệp ấy chính là một phần vì khu nhà mình năm nay lớp 1. Năm nay thì định cho nó đi bắt đầu tập cầu lông, nó chưa định là theo chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà mình cũng muốn để cho những người phụ huynh như mình có con bắt đầu là 6-7 tuổi thì có thể là hiểu được cái quá trình để chúng ta mà trở thành một vận động viên ấy, nó phải từ rất là sớm. Mình nãy Nam có chia sẻ là để mà trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ấy, thì bắt đầu học cầu lông từ 6-7 tuổi. Thì cái lộ trình để chúng ta học như thế nào? Ví dụ như là từ 6 tuổi đến mấy tuổi thì chúng ta học kỹ thuật cơ bản, từ bao nhiêu thì chúng ta bắt đầu học nâng cao lên một tí. Cái quá trình rèn luyện về thể lực rồi đi thi đấu các thứ để tích lũy kinh nghiệm như thế nào? Cảm ơn cô Hoàng Mạnh. Thì thật ra với em, cái kinh nghiệm cá nhân của em là em đã từng huấn luyện các em bé là đi thi đấu và tập huấn rất nhiều nơi đến tích lúc là từ 6 đến 8 tuổi thì các em nên làm quen với cầu lông, nên làm quen với cái việc là hoạt động thể chất để phát triển hơn về tư duy này, về thể chất của các em cũng như là chiều cao các thứ này nó. Từ khoảng 6 đến 7 tuổi các em tập cầu lông 5 rồi thì khoảng sau 1 năm đấy thì mình bắt đầu nâng cấp lên. Ví dụ lúc đầu là chỉ xác định là cho em con em mình chơi cầu lông và đánh và chặn vào đầu để xem là con em mình có thật sự thích bộ môn cầu lông không. Nếu nó thật sự thích, lúc đấy mình bắt đầu có định hướng cho em. Và từ đấy thì mình sẽ tìm những cái huấn luyện viên tốt hoặc là những cơ sở đào tạo tốt để gửi con em vào, thì lúc đấy bắt đầu sẽ học những cái kỹ thuật cơ bản nhất của cầu lông để hoàn thiện dần lên. Và sau đó đến khoảng 9 tuổi, thì sau khoảng hơn 2 năm tập thì mình có thể đưa con em đi thi đấu 1-2 giải để cho nó làm quen được. Bởi vì thực sự là tập cái kỹ thuật cơ bản là cái khó nhất, bởi vì với bản thân em ngày xưa em vào khá muộn, hơn 1 tuổi nữa. Cái may mắn của em đó là được đi tập huấn đầu 2007 em bắt đầu theo vào cái năng khiếu của thầy cô, thì cuối 2007 em bị huấn thúc gần như sang là mình cảm thấy là mình chưa đi học cái gì sang là sẽ hết vào bộ. Thì trong mất em khoảng 3 năm thì gần như là dòng giã ở tập huấn Trung Quốc để mà hoàn thiện được kỹ thuật cơ bản. Chứ nó không thể nào là nó 1 tháng, 2 tháng để nó hoàn thiện được cái kỹ thuật cơ bản. Đó là 3 năm rồi đã tập đi, tập đi. Có những buổi mà đến phát sáng, cứ chiều đến từ 3 giờ đến 5 giờ. Chỉ tập bao nhiêu? Cứ 1 thằng ném. Mình lưới 6 góc, 500 quả. Bên này 500 quả, 2 góc là sau 2006 điểm 500 quả. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình có kỹ thuật như thế. Kỹ thuật là cái nền móng tốt nhất để mà vận động viên nó sẽ phát triển. Bởi vì thời điểm đấy thì nếu mà để tập thể lực thì tập sức mạnh cho các cháu thì chưa được. Bởi vì các em lúc đấy là xương nó rất là nhỏ, mình chưa thể nào ép được, nên là thời điểm đấy có thể mình sẽ mất khoảng từ lúc chơi game cũng là 8 tuổi nữa. Người em mất khoảng 4 tháng để hoàn thiện kỹ thuật cũng như là cho em thi đấu. Sau khoảng 1 năm đến 12-3 tuổi thì mình bắt đầu thể hiện và kỹ thuật và được mấy là phát triển hay không thì lại là một huấn luyện viên của các bạn khác. Đối với em thì các huấn luyện viên thì chỉ nắm bắt được vận động viên trong một thời gian nhất định, không thể nào mà anh đào tạo từ lúc nó 8 tuổi đến lúc nó 2-3 tuổi anh vẫn dùng nó được. Đây là cái này. Xin cảm ơn Nam. Và hôm nay chia sẻ về những kinh nghiệm. Thì ngay sau đây chúng ta phần làm sao đã nói lên đầu. Sẽ là phần sửa lỗi cho anh em. Thì cũng như là phần câu hỏi dài của anh em. Thì có lẽ mọi người đã có thời gian suy nghĩ rồi, biết là mọi người bây giờ là
ai có câu hỏi dài hoặc là muốn sửa đúng sai thì chúng ta cùng giơ tay để chúng lên sân khấu nhé. Bạn nào có cú chồng thích cứ tiện anh em lại anh em cú đi quen thôi rồi. Và anh em nào có nhu cầu để chúng ta cần sửa đổi hoặc là chúng ta có câu hỏi dài thì cho huấn luyện viên không ạ? Đừng ngại, anh em đừng ngại, không sao đâu, mọi người không chào thì chắc là ai cũng có một số điểm biết đấy. Chúng ta đừng ngại chia sẻ. Mà sai thì sửa đi. Đây có bạn nào không? Sửa không em? Sửa gì không? Em sửa mặt em sửa gì? Đây em có thể sửa. Em không biết cấu nhận, em ai được sửa ra được lên. Mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên sửa cấu đi. Ừ, quả gì nữa, em thấy quả gì em yếu thì nói lên để sửa. Hay quả gì em mạnh. Không, em sửa thì em sửa. Không, thì bây giờ em cứ nói cái yếu nhất của em, ví dụ là quả gì em yếu nhất. Em thế thì sửa quả chém đi. Cắt đầu rồi đúng không? Cắt. Ừ, cắt bên nào? Cắt thẳng hay cắt chéo? Cắt hai đi. Cả một bên thôi, tham mõ. Thế rồi, cắt thẳng thôi. Cắt thẳng hay bên nào? Chéo đầu hay là bên phải đây? Ok, đây, nào đây. Cắt cầu, đánh đôi đúng không? Đánh đôi đúng không? Phải tay đúng không? Đây là phải tay bên này đúng không? Ví dụ là anh bên này đúng không? Với phải tay này thì sẽ có hai cái kỹ thuật. Nhưng mà mình sẽ chỉ đơn giản dạy một kỹ thuật nhất, cơ bản nhất. Đúng không? Bình thường là em cắt nhào, cắt nhào. Em cắt nhào. Em không lên cắt nhào. Đúng rồi. Huy là lên phòng với bạn mình bạn. Mặt con chém như nào? Ừ. Em cứ làm động tác bình thường. Đúng rồi. Về cơ bản là đúng. Chỉ có cái khả năng là tuy nhiên bắt đầu các bạn cắt thử như này. Về cơ bản. Xong đánh đôi đánh đơn nhá, riêng cầu lông là gì, đằng sau mình cố gắng di chuyển đón cầu ở hai vai đổ lên. Các ngày sửa gì bố? Hoàn thiện hơn à? Được, hoàn thiện hơn. Thế nhưng mà em biết cắt dài không? Nào, cắt thử hơn. Cắt như này quá ổn, muốn gì nữa? Cắt. Thôi sửa cho nó cái mồm. Bây giờ chỉ có đập mặt đi sửa lại thôi. Mặt bố mẹ cho như nào em nhận như thế thôi. Với anh trình độ của em như này, về kỹ thuật như này là quá ổn. Anh nói thật, nếu mà yếu quả khác thì hãy sửa. Còn về như này thì là quá ổn, cắt thậm chí còn hay hơn cả anh. Thôi anh cắt 10 quả chết luôn. Không, thật ra là nếu mà bây giờ nhớ muốn kỹ thuật tốt hơn, em thử bật lên cắt anh xem. Bật lên hiểu đập ấy nhưng mà cắt. Không làm được rồi thì sửa cái gì nữa. Sửa bây giờ chắc là sửa quả gì? Yếu như nào là yếu? Em hay đánh hỏng hay là như nào? Nó hay hỏng thôi. Hay hỏng nhá. Thì thật ra là gì, mọi người thứ nhất là do cách bật. Cái thứ hai, mặt vợt ấy, bao giờ nó sẽ có cái điểm mỏng ở chính giữa đúng không ạ? Mọi người căn cái điểm tiếp xúc cầu, nó là điểm tiếp xúc cầu sai, thì đương nhiên mình sẽ không làm chủ được cái đường cầu và cái việc hỏng nó sẽ thường xuyên hơn. Ví dụ ngay kể cả em bật chẳng hạn, người cơ bản em chỉ cần bật sai nhịp thôi, mà tay em không điều khiển được, em vẫn đón được cái điểm đấy. Mặc dù em bật sai nhịp thì đương nhiên cắt sẽ hỏng, đúng không ạ? Từ cái việc bật, từ cái việc di chuyển, xong anh đánh gì thì đánh, đón cầu ở sau, mọi người hình dung là gì, mình sẽ phải di chuyển theo cầu, đúng không? Ai muốn lên chụp cầu lên, mọi người hướng làm sao quả cầu, mình sẽ đón trong từ hai cái tấm cổ vai lên, mình sẽ đón trong khoảng này, hạn chế đón khoảng này, và đặc biệt là không đón ở đây, đúng không? Đón lên đấy, di chuyển theo rồi, đón ở cái điểm cao nhất, chém xuống, kể cả bật thế bật như anh. Cầu đón cầu đây, cái không hiểu là em bật đón cầu đây rồi. Đúng không ạ? Cái thứ hai là gì? Mỗi người nhá, một cái lưu ý, mỗi người sẽ có một cái điểm ngọt khác nhau và một cái điểm đánh khác nhau. Ví dụ như thói quen của nam là nó sẽ đón cầu đây chẳng hạn. Ví dụ như em sẽ đón cầu đây.
miễn sao mình đánh tốt, mình đánh hiệu quả. Mỗi người sẽ có một cái điểm ngon khác nhau, thế nên là không ai giống ai, và cái điểm này thì mọi người phải tự tìm cho bản thân mình, chứ không không ai sẽ tự căn nhé. Cái này là tự căn. Ok, về sửa lại cái này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta có ai có câu hỏi sau này hoặc là cần hợp tác cần sửa không? Cứ mạnh dạn xin lỗi được. Không phải không ngại đâu. Không đấy. Đây, đây em hỏi bác như thế. Ngại, nghiện và ngại. Bình thường sửa mất tiền đấy. Không ai phơi đi thì phải ngại đấy. Khi hỏi em ngại vấn đề khi nào em động tác một cầu em thì khi em trẻ lên thì em chưa chạm một cầu mà không xuống. Không có cái tổ. Hai là khi mà cái điểm tiếp xúc cầu của em thì đôi khi nó đã cao hoặc có khi cầu đi thấp lại em mới chạm được cầu rồi. Thì đấy thì lại như vừa nãy anh nói là gì, em phải căn được cái điểm tiếp xúc cầu của mình tốt và em phải cảm nhận được là thì em chỉ bật được đến khoảng này thì em sẽ bật trước đấy khoảng mấy giây hay là bật sau đấy mấy giây, đúng không nào? Chứ phải đón ít cầu thì em bật rất là thấp, mà em bật sớm thì đương nhiên là em không thể nào đón được đúng điểm, cái đấy phải ngăn lại điểm. Huyền, phát thử cho em xem. Châu thì sợ nhiều đứa nó không ăn được châu ấy. Châu là món hơi đặc biệt. Kiểu đi ra chỗ như hai quả vừa rồi thì là ok này. Đứa một món. Đấy, mọi người hình dung nhá, khi mình bật lên nhá, chân mình cũng tốt, mình sẽ có hơi độ hầm. Đấy là khoảng thời gian để đánh. Xong mình tiếp. Còn cái quả bật đầu tiên là không được mạnh em đó. Nhầm. Chậm mạnh quá. Đón châu vào đây thì không thể được mạnh được, đúng không ạ? Hai quả sau làm thế. Quả cuối thì ổn nhất để sang em bật lên. Có đúng không? Đập xong thì xuống, đúng không? Về cơ bản nếu mà đập hai chân sẽ là như thế. Một lưu ý khi mà đập hai chân nữa với mọi người mà có thể 30 năm qua không ai nói. Lưu phong đúng không? Mình sẽ đón ở cái điểm cao nhất, đón trên đỉnh đầu. Nhưng khi bật đập hai chân mình sẽ đón hơi chéo. Biết lý do là sao? Đúng rồi, đúng ạ. Nếu chúng ta bật ở đây, bật thẳng lên thì đương nhiên chéo lên xuống nó không thể nào cắm bằng cái việc là chúng ta lùi ra sau quả cầu. Mình ví dụ nhé, quả cầu điểm cao nhất nó sẽ chỉ đến vạch này, thì với đấy mình sẽ phải lùi đến sau này, bật lên hơi chéo vít xuống, đúng không ạ? Chứ không thể nào cầu lên đứng lên bật. Đương nhiên đập không thể nào cắm, kể cả có dùng cổ tay hay là cao thì vẫn không thể nào cắm bằng cái việc mình lùi ra sau quả cầu bật chéo. Cứ thế chéo vít bình thường là gì, có đập hay không bật thả này, đúng không? Còn biết mình lùi ra sau bật chéo tiếp xúc xuống, mình vít quả cầu xuống thì đương nhiên cầu nó sẽ cắm hơn, đúng nào nhá. Đấy là hai điểm, cố gắng về căn lại cái điểm tiếp xúc cầu. Em hình dung hết mọi người đánh này, mọi người phải hình dung là việc mình tiếp xúc cầu có tốt hay không, nghe cái tiếng cầu. Nếu có cạch thì đương nhiên nó sẽ có cạch hoặc là nó sẽ cạch điểm tiếp xúc cầu tốt này, đúng không? Nghe rất nhỏ kể đánh bình thường tiếp xúc không tốt, nghe tiếng khác đi. Thì ví dụ là một khi mình đánh quả đầu tiên, cái điểm tiếp xúc cầu không tốt, nghe cái tiếng nó không đã, tự chỉnh lại cũng như à, không đúng điểm, mình phải tìm lại cái điểm đấy nhá. Không thể nào đánh liên tục như cạch liên tục mà vẫn đánh thế, không tiến bộ được nhá. Về cơ bản, kỹ thuật đập là đủ, cố gắng đón sớm lên một tí nữa, đón hơi thấp, đang bị đón về đón cao lên thì ok. Chúng ta nói không phải thẳng thắn đấy, thường là anh em đánh những phong trào ấy rất kỳ là các em hỏi ra này. Ok, cái được anh hỏi. Em muốn hỏi đến những quả của trái tay là be chỉ là be cao, be chè, phong trào rất khó khăn. Be đặt nhẹ, be chè rất là be không. Có một cái chia sẻ thật với mọi người là kể cả quá trình năm dẫn thì nói thật là cũng rất hạn chế dạy một cái ve thôi, biết vì sao không? Đúng là cái việc ve có thực hiện, cái thứ hai ve được kiểu gì kể, bởi vì sao? Với vận động viên chuyên nghiệp thì mình không nói, nhưng với phong trào kể cả đơn hay đôi, khi mà bị ép vào ve, mọi người đếm khoảng có được bao nhiêu người ve được phông đến khoảng tầm này để mà không bị đối phương đập chết đến trên đầu ngón tay. Đôi kể cả tập que ve mà ve đến đây thì vẫn bị đập chết,
Thế nên là lời khuyên may cắt thì mẹ em phải kỹ thuật cực tốt thì em mới bay được xuống, còn em mà bay hồng thì đồng đội với cái thằng kia kìa là nổ nó mắt, đúng không ạ? Thế nên lời khuyên của Nam là hạn chế quay về, quay về là trên 70-80% là trên. Còn cái việc vẽ thì thật ra là tập rất khó, mọi người sẽ cứ nhìn các clip ở dạy vẽ hoặc tập vẽ. Chính vì mọi người tập vẽ nhiều thế nên mọi người sẽ thành một thói quen là cầu không sang chéo đầu lại, quay vẽ bên phản lộ. Nếu mà mình vẽ kém, quả nào mình không chéo đầu, đúng không? Thì sẽ tốt hơn là cái việc là từ mình cứ vẽ gọi là tạm ổn hơn, xong quả nào đánh cũng vẽ rất là chậm. Không ai muốn đứng về đâu, tất cả mọi người đều muốn đánh chéo đầu. Không ai muốn gọi là trừ khi người ta bị động quá người ta mới phải xoay ngay, chứ còn không ai muốn chủ động mà lại đi xoay ngay thì mình chỉ cả nhá. Thì đây cầm ruột, cầm ruột đấy, cầm ruột thứ ba, cách cầm ruột thứ ba đây là cầm ruột thứ ba. Ở đâu trước đấy là dây đúng hình phản này, từ thẳng này là đánh ve phòng thủ ở chỗ các thứ này. Một kiểu cầm cuối cùng của anh em. Cái điểm đen này nữa, mọi người cũng rất tốt đấy. Không phải ở đây đâu. Còn đây là con chó tầng này, đây là gì đó, đúng không? Còn ở đây, cũng cầu ra đây hai thêm đi quay ngay. Đúng không? Con chó đầu này cũng nhanh đi quay về, cũng cầu ra đây đây. Đúng không? Cầu này, nó sẽ làm. Ở đây, mình quay về. Đúng không ạ? Cái thì gì, cái thì ví dụ nếu không có cái cắt thì kỹ thuật của em càng phải tốt, càng đẹp càng tốt, như là như thế nào cái cắt đơn giản anh cứ chén đó, cái quan trọng là mình phải cảm nhận những cái điểm nhé. Quan trọng là mình phải cảm nhận những cái điểm cắt của mình chứ không phải là ve như thế này hay là cầm tì như này, phe như này, hay là cầm kiểu như này. Quan trọng là mình tìm được đúng cái điểm, mỗi người sẽ có một cái điểm riêng. Cố gắng này phe này, rộng ra. Đi động. Đúng không? Phe phải phe như thế, người ta không hồ được chứ còn phe như thế này, cầu lên này, vỡ đầu à? Đúng không? Thôi nhưng mà anh mà đánh đôi, anh đập xong cái này người ta ve này, anh ve thế xong anh giả câu, đúng không? Bởi vì đánh đôi rất nhanh, trừ khi là đánh đơn. Với điều kiện là gì, ve được tốt thì mình quay ve, cái hạn chế thôi nhá. Ve rất nó đơn giản thì không phải rất khó, thế nên là gì, cố cảm nhận làm sao ve được xuống là được. Đừng học ve không, khó lắm nhá, cứ tập ve cắt. Ok, còn anh em nào không nhỉ? Anh em nào chưa? Ông không đúng kia này. Hai người sinh đôi, hai đứa này kéo phải thay đầu hết. May mà khác nào đây người. Thì em xin chắc là cho anh có thể đi tặng lại quả cùng chặt cho mọi người. Khó đấy. Dạ, vì khó thì hạn đến gần người cũng rất. Thật ra nhá, thủ chặn nhá, về cơ bản ấy, mọi người gần như là sẽ mượn lực. Mất lực là như nào? Mình gần như là mình người ta đập càng mạnh mình chứ. Để cái cơ là mình gần như là kê vượt vào cho quả cầu nó rơi đúng cái điểm đấy là cầu nó sang. Chứ không cần thêm lực. Mượn vượt rồi. Ờ, trên là đứng bên nào mọi người nhìn thấy nhỉ? Muốn mọi người nhìn thôi. Mình chỉ quay đứng cái này để quay. Mọi người hình dung này mình càng phải chuẩn bị trước này. Mạnh em đi. Thế thôi. Chạm vào, nó như kiểu là em bỏ nhỏ ấy. Em sẽ không bị chặt siết quá, em gần như là không siết nhá. Mềm này, như kiểu mình hoãn xung ấy. Mượn lực để vào nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Các mạnh lên đi. Mềm không? Anh gần như anh không vào lực, anh chỉ dơ cái vợt ra làm sao cho cái vợt nhảy vào là nó vừa đủ dụng qua.
chặn này tại sao khó? Bởi vì khi chặn bổng mà mình nhào lên thì là đúng rồi, mặt lún vào trong nhá. Thế nên là gì? Chặn làm sao mà giơ được cái vợt nó chạm được vào cái quả cầu một cách chủ động. Chủ động, hiểu chủ động như nào không? Như nào? Nghĩa là gì? Khi vớt lên, mình trong đầu mình nghĩ à quả này nó sẽ đập vào đây và mình chủ động mình chặn. Chứ không phải là nó đập rồi bắt đầu mình mới nghĩ là mình sẽ chặn quả này. Hiểu nào? Gần như là sẽ bẫy người ta. Vớt, à thói quen mày sẽ đập vào đây đúng không? Có thể đứng cao lên hoặc có thể chuẩn bị trước tay lỏng ra, đập chặn, chạy lên lưới. Chỉ thế thì mới thủ được. Đúng rồi, ôi sorry nhá. Chặn, người nào chặn thì người đấy phải chạy lên lưới. Bởi vì sao? Đồng đội em không thể nào chủ động được bằng cái việc là em chủ động em chặn, em chạy lên lưới với điều kiện quả cầu đi sang tốt, đối phương người ta không vồ được nhá. Chứ không phải là chặn bổng như này xong rồi bảo lên lưới, đúng không nào? Chặn này là một cái mà vận động viên chuyên nghiệp rất hay dùng khi mà đánh cầu nhanh để mà phòng thủ phản công. Chặn được, chạy lên lưới, mình khống chế lưới lại, mình có cầu không? Vâng. Chặn thẳng mày chưa xong, mày chặn chéo. Chặn chéo anh còn chẳng mấy khi anh dùng. Chặn chéo nó thế thôi mà. Nó khác gì đâu, thẳng này, chéo này. Đúng không? Tay càng mềm, quan trọng là tay mọi người phải mềm. Với cả một cái lưu ý quan trọng nữa khi đánh cầu lông, cầm vợt cực kỳ lỏng, cầm như không cầm. Chứ không phải là đánh tennis mà chúng ta nắn gân nắn cốt lên để cầm vợt như này, không thể nào xoay chuyển được cả. Cầu lông nó là lực bộc phát. Cái thứ hai là không phải động tác càng to là chúng ta sẽ đánh được càng nhiều lực. Cầu lông là vì lực phát. Ngắn gọn, đập đúng không? Đúng kia đập như này. Đấy, idol, đấy, đúng không? Thế bây giờ mình chỉ cần, đúng không? Nghe cái tiếng vượt vút nó đã khác rồi, đúng không nào? Đập cả vai, đấy, nó khác, đập, đúng không? Quan trọng là gì? Cái lực bộc phát mình đi đến đâu, nhá. Thế là mà dùng vào sự thắng hơn đấy. Thường anh em không chào chúng ta là bây giờ khởi động có ý thức là có rất nhiều rồi. Okay. Tuy nhiên là thường là đánh xong là họ có đạp đi về luôn. Đấy, tuy nhiên thì theo mình tìm hiểu là đánh xong là phải thả lỏng giãn cơ nữa. Thế thì mà tháng 4 là đang hướng dẫn thêm cho anh em là thả lỏng giãn cơ lúc cuối buổi. Nhưng mà em hỏi một câu là ở đây có ai tự tin là mình khởi động ổn không? Thì xuống đây làm mẫu đây này. Khởi động đúng. Có ai kiểu mình cảm thấy tự bản thân mình tự tin là mình khởi động ok, mình ổn không? Không, không, anh không cần kinh hóa về khởi động cơ bản nhất thôi. Nào xuống đây. Đánh tốt và khởi động từ đầu lên em ạ. Ừ, khởi động cho mọi người xem có cái sai gì không thì anh sửa luôn cho. Trước tiên là click trước. Ờ, em tính đi nào. Rồi bây giờ khởi động khớp đi xem nào. Rồi tiếp. Chân khởi động nhé, khởi động đi. Rồi dừng nhá. Ai bảo em là xoay? Ai bảo em khớp cổ xoay được? Thứ nhất là đến thời điểm hiện tại, ngay kể cả trên ghế nhà trường, các em đi học lớp 1, lớp 2 thì sách giáo khoa về thể dục hoặc thậm chí thầy thể dục của các em vẫn dạy là đầu gối xoay, đúng không ạ? Nhưng thật sự nếu mà cái kiến thức này thì nó phải có cách đây chắc phải hơn chục năm là ít. Đấy là thời điểm anh biết được là đầu gối không thể xoay. Lưu ý nhé các em nhỏ này, đầu gối không thể xoay, cổ, tay, cổ, chân, cổ mình có thể xoay trừ đầu gối. Việc khởi động đầu gối chỉ
cuối tuần tới. Áp dụng một là đứng lên ngồi xuống, hai là có duỗi cái khớp gối của mình chỉ phục vụ mình là cái việc đi lại đây em đi lại, nó là gập lên gập xuống thế thôi. Không bao giờ được quay gối, nhớ chưa? Đấy, thằng kia nó bảo đúng đấy. Với cả cái thứ hai, ai bảo em là khởi động phải tĩnh? Giờ lại thấy nó hợp hơn. Tăng cơ trước kia anh. Thật ra ấy, tại vì hồi trước em đi đâu? Là của anh nhắn. Trước em tập đúng không? Ừ. Trước ngày xưa anh tập nhắn vào page đi, nhắn vào page đi. Đúng rồi. Nhắn vào page thì nhắn vào Zalo để anh lưu lại. Ừ, anh cách em vài năm nhưng mà ngày xưa lý thuyết đấy là sai. Cách đây khoảng 4 năm thì tình cờ gặp được một vị bác tiến sĩ thì mới nhận ra là ép tĩnh chỉ phù hợp khi mà thả lỏng, còn khởi động chúng ta sẽ phải ép động. Mấy em nữ ơi, cho anh mượn cái chun của em nào, có chun tóc không nữa? Ở đây có ai có cái chun không? Không, cái gì có giãn được cơ thì có ai có cái chun chun vòng không? Ờ, đây cho anh mượn. Rồi, chun vòng vợt của ai này, vừa nãy anh ấy vứt, xin lỗi nhá. Với chun vòng này đúng không ạ? Khi chúng ta khởi động, tại sao chúng ta lại phải ép động? Khi hoạt động đúng không, cơ chúng ta bình thường sẽ ngắn đi này. Khi không ở trạng thái không hoạt động, chỉ đi bộ bình thường. Khi vận động, ví dụ như quả vớt cầu, chân nó dài như này thì đương nhiên cái cơ của mình, cái biên độ nó sẽ phải rộng ra rất là nhiều. Đúng nào? Tại sao lại ép tĩnh như này? Mày em giữ anh khoảng 30 giây thêm. Cái dây này nó có giãn à? Đúng rồi, nó giãn nhưng mà là nó giãn quá biên độ rồi. Khi khởi động tại sao lại phải ép động? Ép động này nó sẽ có độ đàn hồi và nó sẽ có độ làm quen, nó làm nóng cái cơ, sẽ tránh được cái chấn thương khi mình vào mình đột ngột, cơ mình bị kéo dài ra. Đúng không nào? Còn khi mà đánh xong ấy, cái quan trọng của cái ép tĩnh khi nghỉ ấy rất quan trọng, để nó giãn cơ, cơ của mình lúc dài rồi, cơ mình dài ở cái mức tối đa. Sau đó khi quá trình mình nghỉ ngơi, cái cơ nó sẽ thu dần về, thì lúc đấy cơ mình sẽ không bị vón nhá. Về lý thuyết là đúng nhưng mà sai một số điểm, update đi nhá. Ngày xưa anh cũng sai, không sao cả. Em cảm ơn. Nhớ chưa nào? Còn về cái ép mày thôi, mày xuống đây, kia. Xuống đây, hết buổi rồi, ép tĩnh đi. Một số động tác ép tĩnh cho mọi người. Ngồi xuống, chân tĩnh về. Học rồi đấy. Bài này nhá, ngày xưa ấy thì mọi người, ví dụ các thầy ấy sẽ có dạy là gì, đúng không? Sẽ là úi dồi ôi, đúng không? Sẽ là úi dồi ôi, cố vươn như thế, cái vươn ấy. Mình ép là mình ép cái phần cơ đùi sau, đúng không nào? Mấy em thử thẳng lưng, em ép người xuống đến một cái mức độ vừa đủ, nó hát gì không? Thẳng lưng em chỉ ấn xuống này, chỉ cần hơi này thôi, thậm chí nó còn căng hơn. Thì đúng rồi, mục đích của em bài này là em căng căng cái cơ đùi sau mà. Đúng không? Chứ tại sao mình cứ phải như này làm gì? Trông có mệt đâu. Đúng không? Thẳng lưng, hơi ép xuống thôi, hơi ép như này thôi, thậm chí nó còn căng hơn. Đúng không? Thẳng lưng. Đúng rồi, hít thở đều. Đấy, có xuống nữa đâu. Đây cứng như này, ép xuống như này là đã đủ căng rồi, cần gì vươn dài ra này. Đúng không? Đổi bên. Xong rồi đấy, cũng thế, ép thẳng xuống, tay bám vào đây cũng được nha. Ép thẳng xuống, nhớ thẳng lưng này, ép xuống. Có thấy căng hơn không? Có căng hơn là cái việc làm này không? Nha. Ép thẳng lưng xuống này, tay hơi sờ đấy được. Mọi người cố gắng làm này, mỗi động tác 20 giây nhân 2 lần, cho nó giãn toàn bộ ra. Đúng rồi, thẳng này, hai bên chân này, chụm chân nào, chụi giá, chụm chân chụi giá như này này, tao đang ngồi nghỉ mày cứ làm cho tao. Rồi cũng thẳng lưng ép xuống này, vừa đủ độ căng, giữ, bỏ tay vào để giữ người này, hít thở đều. Trông làm có vẻ vất vả lắm. Rồi bài tiếp theo này, ai ui, rồi ép nhá, tĩnh nhá, chứ không phải là như này đâu. Như này thì là khởi động, ok. Còn bây giờ là chuyên mục ép tĩnh. Nếu chưa đủ căng thì mọi người có thể lấy hai tay này ép nó xuống cũng được. Rồi,
3. Ngồi đơn giản. Cho cái chân này vào càng sát càng tốt. Sát nữa đi. Đi chạm đất đi. Lưng thẳng lên. Lưng bị còng à? Bị cứng đấy, không phải bị còng đâu. Rồi, đổ chân. Rồi, quỳ đi. Quỳ thôi, quỳ đi. Quỳ duỗi hai cái em quay ngang, quay ngang, quay ngang với mong mặt rồi, đúng rồi. Quỳ úp hai cái đấy rồi, đúng rồi. Hơi ngửa ra sau. Cái căng phần gì? Cơ đủ chưa? Không căng à? Chắc tổ cả máy khác ánh sáng đúng không? Toàn bộ này, cơ đùi trước mình sẽ được kéo giãn rất là dài. Rửa ra cơ đùi trước kéo giãn rất là dài đúng không ạ? Đau này là ông cứng thì ông lì xuống không thể đau. Căng nó căng phần này. Làm đi à? Phần này không cứng thì phần nào cứng? Phần này không cứng hơn. Thấy em thấy bình thường thôi. Ừ, thấy bình thường. Nên tại chỗ kia nó đau quá, nó kêu. Rồi. Không, làm xuống. Bỏ ra. Chân dẫn đấy bỏ ra. Đấy, đúng rồi. Rồi, vươn ra. Đấy. Bài này thì gì sẽ cố gắng ép được cả lưng này. Vẫn vào hơn một tí phần vai này. Đấy. Quỳ dần đi, sau lấy vợ về là bắt quỳ suốt ngày đấy. Đi chơi đêm về là bắt quỳ đấy. Rồi, ép lưng lên. Bỏ lên. Rồi. Ok, đấy là một số những cái bài tập về thả lỏng cơ bản nhất cho tất cả mọi người có thể áp dụng được vào sau buổi tập, những buổi đánh cầu để mình có thể hồi phục cơ một cách nhanh nhất cũng như là sẽ giảm những cái chấn thương tiềm ẩn. Và vừa rồi thì những bài tập để mà giãn cơ đối với chính là cái tiếp tục một cái vùng trong buổi ta hôm nay thì các bạn sẽ có những buổi tiếp tục lâu cảm ơn tất cả các bạn đã đưa lên buổi tiếp tục và đã cho ngay đầy đủ buổi hôm nay và sau đây là sau mỗi buổi đến xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ dùng và chụp chụp các bạn chú ý nhé để một buổi hôm nay có nhiều người cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta thì cho xin một kiểu video đi. 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 Cho xin một kiểu video đi.